Say hello. Thôi, hôm nay cũng buôn bán gì hết, mọi người yên tâm. Hôm nay sếp lên livestream chủ yếu là giới thiệu nhà mình, dạ có 7 phòng cho xe. Dạ, chủ nhà dễ thương lắm, vui tính nữa. Dạ, giờ mình đi một vòng, mình tham quan nhà nha bà con. Ai có nhu cầu, inbox cho sếp nha. Đi ha, đây, đây là cái living room nha. Bây giờ mình đi qua đây luôn, rồi, đi vô đồng, rồi, dining room. Ouch. Em không sao nha cả nhà. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá, dù có vấp ngã vẫn mong còn răng. Còn răng là còn ok. Dạ còn ok là chúng ta còn đi tiếp nha cả nhà ơi. Dạ, mình bước vô tới luôn đây nè. Đó, đây. Dạ, phía bên tay trái là phòng chữ thiên. Dạ, phía bên đây là phòng chữ địa. Dạ, hai phòng trống hết nha quý vị nha. Bao luôn nha, gọi liền nha là sẽ có giá tốt hữu nghị nha. Còn bây giờ đây, còn đây dạ là phòng. Bây giờ quý vị cái gì vậy? Cái chụp hình. Ủa ông đang quay livestream hả? Trời ơi sao kỳ vậy ông nội, tôi đang tắm không chui vô đây làm chi? Tại sao vậy bà Hồng? Hả? Cái này là cái toilet của khách mà. Tại sao bà phóng vô đây là làm sao? Nè, tại sao toilet của bà không xài trong phòng bà? Tôi nói cho ông biết nha, cái toilet của tôi nó bị hư. Tôi nói ông sửa nhiêu lâu rồi, ông có sửa đâu. Giờ bắt buộc tôi phải đi vô đây tôi tắm chứ sao? Tôi thích không sửa đó, làm gì tôi? Giờ ông sửa hả? Ý ông là ông để ông rình rập ông vô đem chiêm ngưỡng sắc đẹp của tôi hả? Ông đưa cái sắc đẹp của tôi cho cộng đồng mạng người ta coi thân thể tôi phải không? Ôi, bà có cái để coi sao? Bớt tự tin lại đi Hồng ơi. Trời ơi đây nè, hồi nãy nha tôi đang livestream 102 người, người ta phóng vô người ta thả tim. Bây giờ bà dòm đi. Còn có 2 người thôi mà người ta thả phẫn nộ kìa bà nội. Cái gì? Cái gì? Người ta thả phẫn nộ hả? Trời ơi người ta đi, tôi đây là tôi mới phẫn nộ ông nè. Đủ thứ dâm dạ. Tự nhiên cái đi vô phòng tắm của người phụ nữ tính rình rập sắc đẹp của người ta rồi. Ê, nói nữa. Nói rồi nha, không có dùng tay chân nha. Bà làm gì vậy? Hả? Bà làm gì vậy? Hả? À. Nhìn bà đi. Tôi đang quát lông mày được không? Bà... Ây da! Lông mày hả? Ôi trời, đã. Ê, cái này đau nha, đau nha. Hai cái này đau nha. Ông làm gì ông nhìn tôi dữ vậy? Thấy đẹp quá chim ngưỡng. Giờ chưa bao giờ thấy con quỷ xuất hiện hả? Ông là con quỷ, người ta mới dán bùa đó. Tháo xuống ngồi. Từ từ ta tháo. Hey, trời ơi. Cái gì vậy? Ông thành dị nhân rồi. Là sao? Tự nhiên con người có hai cái chân mày, thêm chân mày chính giữa nữa. Trời ơi, ông lại giờ tôi giống bao công hả? Thì đó. Con mẹ này thiệt. Lấy gì xuống coi. Từ từ. Ồ. Gì nữa? Có đâu đẹp. Ê, tôi thấy ông để đâu hộp á. Dẹp đi. Ông để đâu đi? Để đâu cho người ta biết ông đàn ông, ông hiểu không? Cái gì vậy? Bữa giờ tụi ông á chơi thân nhau, đi chung ra đường người ta tưởng hai chị em không à. Thiệt, ra Phước Độc Thọ, ê Chúc Lam Chúc Linh kìa. Chúc Lam Chúc Linh nào cái tướng nha ông? Tôi tưởng tượng. Thôi ghê quá. Càng nói tôi càng bực cái con mẹ Hồng này. Sao bực người ta đi tới đây, người ta du lịch mấy tháng, người ta về có gì đâu phải bực người ta. Người ta nói bà là không phải là bà là không phải là bà qua đây bà đi du lịch đâu. Chứ bà qua đây bà kiếm cớ bà qua đây là coi như là lấy cái thẻ xanh thẻ đỏ gì đó. Phải không bà? Thiệt. Đừng có nói xấu người ta vậy. Tôi không hề nha, tôi đã từng nghe bà nói điện thoại với bạn của bà rồi. Ừ. Bà qua đây là cố tình là coi như là kiếm phi công trẻ đó, quen Mỹ, quái Mỹ, mẹ đi mẹ Mỹ. Không mà sao ông mua bà đi, ông mới bà với ông cũng thấy hợp mà. Thôi dẹp, bỏ nha. Cái con mẹ đó là xui chưa từng có. Từ ngày mà bà xuất hiện tôi nói thiệt á, tám phòng của tôi nha, lúc nào cũng có khách đầy đủ hết. Từ ngày bà xuất hiện bà dọn vô cái nhà tôi ở, tôi nói thiệt á, khách mà nó rụng như là sung vậy. Bây giờ chỉ còn có một mình thằng Tommy nó ở trong nhà thôi. Mà thằng Tommy nó mà đi nữa là tôi chết luôn trong coi. Dạ thưa bác con đi nha. Dạ rồi ông đi chết đi, nó đi kìa. Trời ơi, ông thấy không, xui là cái lúc nó xui là như vậy. Cái gì đâu mà nói cái lẫn liền. Tommy ơi, con đi đâu vậy con? Dạ thì giờ bây giờ ba mẹ con nó dịch quá thì con phải về con ở với ba mẹ, rồi khi nào mà hết dịch thì con quay lại đây nha. Ồ vậy đó hả? Dạ. Coi như là giờ chỉ về bên gia đình ở chút xíu rồi. Dạ. rồi hết dịch lại về ở dạ, với đúng rồi. Bác đúng không? Tạm trú thôi. Rồi, hứa với bác nha, quay lại đi. Dạ dạ. Discount cho 2 tháng. Trời ơi, dạ con cảm ơn bác. Ừ, nó nghe nè, gỡ cái mask xuống cho bác coi cái mặt nhìn cái nó đỡ nhớ đi rồi đi đâu đi. Không được bác thông cảm, tại ba má con bắt là phải vậy nè. Về gặp là cũng phải vậy nè. Đúng rồi, không đúng rồi, chỗ này an toàn ông nhìn tôi được rồi. Trời ơi, thôi không cho giờ mặt thôi, ôm cái đi. Dạ. Dạ. Ờ là mình giỏi nha. Cái gì vậy ông nội? Anh nói ôm, ông nói ôm, tôi tưởng ôm tôi.
ông á nha, lúc nào cũng chờ tôi hớ hên rồi lợi dụng chiếm đoạt tôi à. Tôi đâu có biết được ông thích cái đầu ông ấy. Dạ, dạ thôi, xin phép hai bác con vô con lấy mấy cục tạ con để ra xe rồi con đi luôn. Dạ. Thôi, nó nghe nè. Thơm mày, con ở đây nói chuyện với bác xã đi. Để bác vô bác lấy mấy cục tạ cho con. Ờ, nổi không vậy? Ông này thì có bạn bè bao nhiêu mấy chục năm rồi mà lúc không lúc nào tin tưởng tôi hết á. Thôi không phải. Trời ơi, ông tập dưỡng sinh, ta tập tạ, tạ nó 50kg con đó. Dạ, tạ nặng lắm, tạ nặng lắm. Yên tâm. Trời ơi, cục 100kg bác còn dở được, nó hung chi. Phải không ba, vừa ba nổ vừa thôi đâu, ra 100kg ba, bữa ba có cục ký ông tập siêu uống xỉu rồi đó, ra 100kg. Nè, nhìn cái mặt hai người lại như không tin tôi đúng không? Không phải ý đó bác. Mà bây giờ sao? Bác chứng minh luôn nè. Ngon, gồng tay với bác. Gì? Ngon thì gồng tay với bác. Thôi ông ơi, gần Tết rồi đừng có cố. Nè xả. Cái gì? Xả lúc nào cũng vậy, xả ngồi xuống đó. Ngồi xuống mà nhìn xét. Tôi lo cho ông thôi. Lo cái gì mà lo. Này, xuống đây. Gồng tay hả bác? Mày mà không gồng với là bác giận luôn. Mày múc mày xin tới nhà mày xe tao không cho nữa. Con gồng đi con. Rồi hay quá. Tôi làm gồng tay nha. Rồi, xả đếm đi. Rồi rồi, 1, 2, 3 nha. Ủa tôi mới nhấp mà xuống luôn rồi. Cái gì? Ông có biết đếm không vậy ông nội? Tôi đếm 1, 2, 3 đó. Ông đếm 1, 2, 3 đếm vậy rồi ai mà chuẩn bị cho kịp? Đếm tới 1, 2, 3 ta phải cho nhịp để người ta được o sát đồ này nọ rồi, chứ chậm đúng không? Biết vậy thì đập từ 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 chứ rồi. Làm lại được dạ, không? Dạ dạ được, được chứ dạ, còn dạ. Như vậy là bác thua là bác không có chịu bác. Dạ 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 rồi. Con hiểu đúng con không? Hiểu. Rồi, giờ tập trung nha. Đếm đàng hoàng ha. Thì đàng hoàng. Rồi, chuẩn bị chưa? Dạ rồi. 3 1, 2 đâu ông nội? 1, 2 ra Phước Ngọc Thọ được mua quà Tết rồi. Đếm 3 luôn. Ngồi xuống, ngồi xuống cho tôi. Tôi tưởng ông thích. Cái gì? Ông lúc nào cũng vậy, tại cái ông nội này không được. Cuộc đời của bác lúc nào cũng bị ông ám á. Hết bà Hồng là tới ông. Ông ấy bây giờ bắt còng hai tay luôn đi cho bác dễ ha. Thôi không chơi nữa đâu. Ủa sao vậy bác? Bạn sao vậy bạn? Bạn sao vậy? Mày nghe nó nói không? Thì đúng rồi, nó còn trẻ, nó chấp ông hai tay đúng rồi. Này chính lão Đắc Thọ mà. Không dám đâu, cái đó là một sự sỉ nhục. Nghĩ sao mà tự nhiên giờ chơi gồng mà giờ nói gồng tay, tôi chơi gồng hai tay. Vậy chơi làm gì nữa? Giờ không gồng đúng không? Còn không ơi, con khỏi chấp đi không? Khỏi chấp, khỏi chấp, khỏi chấp, khỏi chấp ổng luôn. Không, nhưng mà hai tay cũng được con. Kính lão Đắc Thọ đó. Ờ dạ dạ rồi, dạ rồi. Mấy bánh tráng ổng lật ghê lắm. Ngồi vô. Ngồi nè. Này là chuyện của tôi với thằng Tommy. Chơi không? Dạ dạ rồi. Cho bác hai tay hả? Hai tay, hai tay, hai tay. Hai tay được phải không? Dạ được, dạ được. Nhưng mà nó nghe giờ mình đừng chơi vậy, mình chơi vậy nó thấy nó thường lắm. Dạ. Bây giờ để xuống vậy đi. Rồi. Để như vậy ha. Rồi 1, 2, 3 là bác kéo lên. Được luôn hả bác? Được không? Được không? Để mà bác ăn được đi. Dạ. Còn nếu mà bác thua, mày muốn sao cũng được. Dạ. Chơi không? Dạ chơi. 1, 2, 3. Nó không lên luôn đó. Nó không lên. Từ từ nó lên. Nó không lên. Nó từ từ lên. Có thấy nó lên đâu? Nó lên nè. Đừng cố quá bạn ơi. Đó, nó lên đó. Đó. Cố quá. Nó lên. Nó lên. Nó lên. Nó lên. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bác rồi. Có sợi nang quanh quanh nha. Mở rồi con. Bạn ơi. Tôi hận không? Sao hận tôi? Tôi hận thằng Tommy. Sao vậy? Trời ơi. Lớn tuổi mà nó không nể nang người có tuổi gì hết trơn. Cái này là ông nha, tôi đã nói không nổi thằng nhỏ, đừng có gồng nha, này ông cố nha. Ông cứ nói riết làm tôi không có chuẩn bị tinh thần mới thua thằng nhỏ thôi. Rồi đó, tại tôi thôi, đứng lên đi, tôi gỡ lên. Hận không? Thôi đừng có hận nữa, mệt ghê luôn á. Đó, ta yếu ra gió, thằng ba yếu rồi đi đổi thừa không à. Lên ghế ngồi đi. Lên ghế ngồi đi, khổ tâm quá. Thôi mà, không có giận nè. Giận cái gì? Ông đừng có đứng gần tôi nữa. Kìa, qua đứng với thằng Tommy kìa. Thôi bác ơi, bác cho con xin lỗi thì con không cố ý mà. Con đừng có xin lỗi gì nữa hết á. Mai mốt đừng có quay về đây mướn phần bác nữa. Thôi mà bác, thôi dịch cho con chuộc lỗi đi bác. Mày chuộc làm sao? Bây giờ vậy, con để lại tạ hết cho bác tập luôn nha. Tao hận mày thêm. Thôi bây giờ tạ bác không chịu, bây giờ con chuộc lỗi cách khác. Cái gì? Giới thiệu ghệ. Sao? Phải không? Chịu. Chịu ơi. Mày nói thiệt hả? Dạ thiệt, được không? Con định giới thiệu ai? Gì? Ừ. Tư nữa. Dạ có gì Tư. Trời ơi, gì Tư được đó. Gì chồng con gì chưa? Chưa. Chưa luôn. Chồng trắng. Thôi. Chưa quen ai luôn. Chưa. Trời ơi, ông hên quá. Còn trong trắng kìa. Nè. Cái gì?
ông lệ cuối đời tôi hốt kinh nữ. Trời ơi, hình có hình luôn á. Dạ. Ôi, ui, ôi đẹp thiệt quá. Ui, thì tôi cũng đẹp quá. Dạ, rất ưng ông. Nhìn thấy cái mỏ, cắn cái sợ. Tôi nghe nè. Cái gì? Thấy không, đẹp à? Đẹp công nhận đẹp. Làm mát bo là được đúng không? Bo chịu á, đẹp bo chịu. Thôi. Được. Nói nghe nè. Dạ. Em nói nghe nè. Không là giờ không có cái liên quan gì trong cái gia đình này á. Em qua kia đứng đi. Thôi, qua đây đứng với Dượng. Dạ. Trời ơi, có gái bỏ bạn. À, không. Em cái này gia đình ta mà. Nói nghe nè, con gọi cho dì Tư. Rồi nói với dì Tư là khi nào mà qua Cali là ở lại nhà của Dượng luôn. Dạ, chắc chắn con sẽ gọi. Trời ơi, dì con dễ thương lắm. Nhưng mà cũng tội là hơi yếu, lúc nào cũng phải trong bệnh viện hết trơn á. Sao vậy? Dạ, bác biết sao không? Năm ngoái vừa rồi là mới phải trải qua một cái đại phẫu. Trời ơi, tội nghiệp quá. Người đẹp mà tôi nói con bị cũng đại lắm. Phẫu nữa hả? Dạ. Bị cái gì mà đại phẫu với vậy con? Dạ, chuyển giới. Được đó, tôi thấy hợp. Tối về hai chị em dành đầm vui mà. Có gì đâu phải đắn đo. À, có gì đâu, thì trước khi là dì Tư nói là cậu Tư. Đúng rồi, cậu Tư đó. Đó, cái né thích cậu Tư. Dạ con có... Bà nói đi. Gì? Ý của bác á là... Dạ. Thấy bác vậy đó. Dạ. Bác là bác thích gái thiệt. Dạ. Còn gái giả là để dành cho cha nội này. Hiểu không? Dạ, hiểu. Thôi à... đi con, mình đi mà chạy máy bay. Dạ, đúng rồi. Chào con xin phép bác con đi. Dạ, xin chào bác con đi nha. Đừng con. Dạ rồi. Dạ rồi. Hết dịch rồi bác. Đi thăm bác nha. Dạ. Đi mạnh khỏe cho tấm mày. Nói trời chứ nãy giờ giỡn không cho vui thôi. Hôm nay ông cuối cùng ai cũng bỏ ông đi hết. Bạn ông còn mình tôi à? Không. Tôi cũng phải là bạn của ông. Ủa sao vậy? Ông cũng phải là bạn của tôi. Sao vậy? Kể từ bây giờ nha, ông đừng bao giờ bước qua cái nhà này nữa. Hiểu không? Ủa, tôi có lỗi gì đâu. Never see you again. Anh nghe tụi mày ơi. Anh Bo. Ừ. Ừ anh Bo, nãy em đi gấp quá, em quên chào anh thôi. Em chào anh rồi em đi luôn nha. Ok em, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Anh, mà khi nào anh với chị Hiền đám cưới là phải gọi cho em đó nha. Ừ, anh nhớ rồi. Bye. Dạ, bye anh. Ba. Thằng Mỹ nó nói Hiền lấy ai vậy? Với tính tâm mày rồi. Nó chuyên gia, nó gán ghép người nãy người kia cơ mà. Cái có Hiền gì đâu. Mà nó ghép đứa nào là dính đứa đó. Hôm bữa ghép ba với cô Hồng. Mày đừng có nói bà Hồng với tao nữa nha. Tao là tao kỵ rơ bà Hồng nha. Tao không có thích nghe cái chữ bà Hồng nữa nha. Con Hiền nó dễ thương bao nhiêu là cái con mẹ đó thấy ghét bấy nhiêu. Tao không có ưa bà. Nhưng mà con không biết làm sao ba cứ kỵ rơ của Hồng mà không có làm gì ba đâu trời. Sao không kỵ rơ? Bà quá ảnh hưởng đến cái cuộc đời của tao. Chuyện gì ba? Ba mẹ tên gì? Ba mẹ tên Xét. Đúng không? Rồi đó, bà không biết tiếng Anh thì thôi á, học ở nhà rảnh rỗi đi học English đi. Không có phát âm kêu xét. Trời ơi, mình tên Xét có một chữ X à. Qua cái mỏ của bà ba chữ X đắt cơm. Gì ghê vậy? Mà kêu xét. Người ta hiểu lầm. Mà cái thói qua đây du lịch mình phải học theo cái Mỹ, cái văn minh đồ này nọ. Qua đây mà ở như Việt Nam vậy, tự nhiên đang là làm đồ ăn cái thiếu mắm, đường, tiêu, tỏi, bột ngọt vậy, phóng qua hàng xóm gõ cửa đung. Rồi mượn đồ của người ta. Con thấy đúng mà ba, dù mình không có đồ thì mình qua hàng xóm mình mượn, có gì đâu mình trả lại. Dạ, đó là hàng xóm Việt Nam. Hàng xóm Mỹ, nước mắm đâu mà cho mượn. À, quên. Mà chưa hết, bà qua, bà đập cửa nhà thằng Taylor. Rồi bà kêu hit me, set over there. Ồ luôn hả? Thằng quỷ thằng Taylor đâu biết mẹ gì hả? Vừa nghe kêu hit set, gọi xuống cảnh sát 911. Nguyên một cái đồn nó thì không phải cảnh sát thường nha. Nguyên một cái tập đoàn SWAT nó ập lên nhà mình. Tao mới vừa đẩy cái xe vô driveway thôi. Nguyên một đám ập tới hốt ba xuống dưới đồn, một cắt cỏ dưới đó luôn. Rồi một ngày nào đó mày về đây mày sẽ không có thấy ba ở trong cái đồn cảnh sát nữa. Mà ba sẽ ở trong. Ba không ở trong đồn cảnh sát chứ ba ở trong đồn gì? Tao không ở trong cái đồn cảnh sát thì ở trong cái... Cái bồn tắm chứ ở đâu. Ba sẽ giết ba, rồi ba bỏ thi thể ba vô trong bồn tắm. Tao nói cho mày biết. Mày phải suy nghĩ cách. Một là bà Hồng đi.
hai là tao đi. Mày đi đâu? Cái đồ cho bà đi. Tao lấy. Lấy chỗ mày giờ. Giỡn. Giỡn cái gì? Tao nói cho mày biết, tao nói thiệt. Lần này mày phải suy nghĩ, tìm cách đuổi bà Hồng đi cho tao. Ba, ba, nhìn con nè. Dây. Ba có thương con không? Có một mình mày không thương mày chứ mày lấy giờ tao thương ai? Dạ, nếu mà thương con thì phải giúp con chuyện này thôi. Ba cho một tuần lễ thôi. Ba biết tính của cô Hồng á, tính cổ là cứng rắn. Giờ ba nhịn cổ một chút rồi mình hướng cho cổ thùy mị nè, nhẹ nhàng mà nết na như ba vậy đó. Gì đó, mày không như ba hả mày? Tự nhiên việc tại hả ba mày riết, tao tưởng là tao là con bánh bèo luôn á. Tao nói cho mày biết, bà Hồng á là thân thiệt, tao chưa thấy một cái người đàn bà nào mà bê bối như bà. Mà ba dọn không có vừa ý ba. Nhà là nhà của tao, hiểu không? Tao muốn để đâu là chuyện của tao. Thì giờ con mới xin ba đó, một tuần lễ rồi ba làm cho cổ. Một tuần là mày biết, mày chắc chắn là bà sẽ thay đổi không? Nếu mà cô Hồng không thay đổi thì ba cứ làm theo cách của ba. Cho cổ đi luôn, cho em Hiền đi luôn. Mày nói nha. Dạ. Điều. Dạ. Một tuần nha mày. Vì mày thôi. Dạ. Đây. Cảm ơn bà. Giờ đi làm nha. Ba, ba làm vậy nguy hiểm lắm đó. Ba sợ đâu, ba để sẵn rồi, xì tốt. Ba làm quá à, mà chuyện gì vậy ba? Con lật đật con đi rồi con quên đem theo cái hộp đồ ăn trưa nè, ba chuẩn bị sẵn rồi. Con quên luôn. Sữa. Sữa. Trong có trái cây sẵn. Dạ. Cá xeo mình là ba lấy xương ra hết rồi. Con trai của ba là giờ chỉ có như là mở miệng ra rồi cái nhai đớp thôi. Quá kỹ luôn. Cảm ơn ba nha. Quan trọng. Gì nữa ba? Đi đứng nằm ngồi là phải lấy xịt xung quanh hết, dùng hết sanitize cho ba. Dạ. Giữ gìn sức khỏe cho ba. Dạ. Nghe không? Dạ. Thiệt luôn á, ba chăm sóc con vậy, con nghĩ là mẹ ở trên cao, mẹ nhìn thấy vậy sẽ rất là hạnh phúc luôn đó. Ui gì ăn đi. Dạ. Công nhận ba lớn tuổi mà nhanh thiệt ha. Mới đây là vô nhà liền luôn đó. Ba đây để con. Ủa ba, sao ba vô đây vậy? Cho ba coi Giang đi ra chợ Thượng Phát. Rồi xe ba đâu? Cho chú xã mượn rồi. Lát là cháu ba vậy? Yên tâm, cả bộ xa này ai không biết ba. Ba xin ai cũng cho đó. Đi đi. Rồi đi. Alo. Dạ, sếp hả? Dạ sao anh? Dạ. Dạ em có mua cá cho anh rồi đó anh. Dạ em mua mấy con cá bự ngon lắm, em có gì em chiên cho anh ăn. Sao anh đổi ý hả? Anh muốn ăn cá nhỏ hả? Thôi anh sếp à, anh phải thông cảm, bây giờ cái mùa này là mùa Covid, đâu phải cứ muốn đi chợ là được đâu. Bây giờ tôi không biết đường biết xá gì hết trơn à, mà giờ con Hiền nó đi làm rồi, rồi bây giờ rồi, sao tôi đi chợ được. Sao? Ý anh là dạ, dạ anh muốn ăn cá nhỏ. Dạ, dạ, dạ được anh. Dạ, dạ anh muốn cá nhỏ, có cá nhỏ anh. Trời ơi, tôi xe phòng mà, chứ đâu phải là tôi làm con sen của ông đâu. Trời ơi, tôi nói thiệt cho ông nghe, tôi bực ông lắm rồi đó. Ở nhà này riết hả, ông muốn nói tôi gì nói, ông muốn bắt tôi làm gì làm à. Thứ gì đâu á, thiệt tình luôn á. Mình ở đây mà mình chân ướt chân ráo qua đây mình có biết gì đâu. Đi đâu mà đi mà đi mua cá cho ông. Cá đâu, cá nhỏ đâu ra. Trời ơi, tôi biết làm như dễ có cá nhỏ lắm vậy trời. Thứ gì đâu á. Con chưa chở giàu nha. Thật sự á, các con biết không, cô là cô không muốn đâu. Tại chủ con đòi quá nên cô bắt buộc cô phải làm tụi con luôn đó. Mình nằm ở trong chở giàu mặt mày phải hiền lành dễ dãi nha con. Chứ đừng có khó như cái mặt ông chủ con nha. Cái mặt ông chủ con khó ưa dữ lắm. Nè, bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng tấm tấm
ly cho ăn cơm hẩm cho qua nhà người. Ở quên đi chứ, cá mình cá ở Mỹ, là mình phải nói tiếng Mỹ thì nó mới hiểu. This is Gigi. Get up. Mẹ. Con mới về. Nè. Dạ. Mày không phải con tao, tao bỏ vô chảo dầu tao chiên luôn rồi đó. Mẹ. Chú hồn luôn à. Thơm quá mẹ ơi. Thơm xong thơm. Mẹ có cái đâu vậy? Mẹ lấy trong hồ. Hồ nào? Thì cái hồ ngoài phòng khách đó. Trời đất ơi. Cái đó là cá kiển. Làm sao mà ăn được hả mẹ? Thì mình nuôi con gì mình ăn con đó được mà con. Không có được. Thì bây giờ mẹ làm này cũng giống như trong mấy cái nhà hàng tươi sống có cái hồ xong mình bắt vô mình chiên thôi. Nhưng mà là cá của chú Xét mà là tài sản của chú Xét thì chẳng khác nào là mẹ đang phá hủy tài sản của chú. Vậy là chú sẽ kiện. Kiện lúc đó mẹ đi tù. Trời đất ơi. Chứ mẹ đi tù đó con. Mẹ đi tù. Sao mẹ? Con ơi con, nếu mà rủ mà chuyện này có xảy ra thật sự á, nếu mà đi tù á, nhớ chọn cho mẹ một cái tù có đàn ông ở trong đó nha. Mẹ thích vô đó nó mới vui. Hại mẹ giờ này mà mẹ còn giỡn được nữa hả? Chú mà biết á. Giỡn cái gì? Mẹ nói đến nỗi lòng của mẹ là sự thật như vậy mà. Mẹ ha. Bây giờ phải sao bây giờ ta? Bây giờ con sẽ ra chợ kiếm mấy con cá giống như vậy con đổ vô hồ. Được còn được. Mẹ ở nhà xử lý mấy con cá này. Không thôi chú Xét mà thấy á, chú sẽ đuổi hai mẹ con mình ra khỏi nhà đó. Rồi mẹ biết rồi. Con đi đi chứ. Rồi đi đi để đó mẹ lo mà mẹ biết. Trời ơi chắc tôi phải sám hối quá. Hồi ăn cá nhỏ, cô phải chịu cá nhỏ. Nên hôm nay, cô xin sám hối với tụi con. Tụi con nghe bài kinh này của cô. Rồi tụi con kéo nhau bày đàn đi siêu thoát giùm cho cô. Thực ra, cô cũng ăn năn lắm rồi. Cô xin sám hối với tụi mẹ! Con. Giật hết cả mình nè. Bây giờ mọi chuyện sao rồi? Con giải quyết xong hết rồi. Rồi xong hết rồi hả con? Rồi mẹ cảm ơn con nha. Sao mà con làm sao nhanh quá vậy? Cũng may á là mỗi ngày con đều đếm cá trong hồ, cho nên là thiếu con nào con lắp vô con đó liền. Trời sao con rảnh quá vậy? Tại vì con biết thế nào cũng có ngày hôm nay á. Vậy thì mai mốt nè, con đi hết cái nhà này, con đếm hết toàn bộ nội thất của ông Xét giùm cho mẹ đi. Bàn ghế tủ giường đếm giùm cho mẹ luôn đi. Chi vậy? Trời ơi có nhiều lúc mẹ giận lên cũng không chừng có ngày mẹ đốt nhà ông luôn á. Mẹ tức trong người là mẹ đốt à. Mẹ bị xì chết với ổng luôn á. Mẹ không chịu nổi luôn á con ơi. Mẹ. Cái tính mẹ rồi, khi mà mẹ nóng tính ra là cái gì mẹ cũng muốn đập đúng không? Cái gì mẹ cũng muốn đập hết. Trời ơi đang bực mình ai điện thoại cho tôi vậy trời. Khỏi nha. Điện thoại đó của mẹ á. Oh no. Trời ơi con ơi. Nó băng ta lông cái máy ra luôn rồi. Trời ơi bây giờ sao con? Đó con thấy thôi được rồi. Cái này con lo cho. Thôi con đang đi học rồi tiền đó mà con lo cho mẹ. Để đó mẹ điện thoại về Việt Nam rồi mẹ mượn người ta mẹ tự lo cho mẹ được. Đó. Mẹ thấy không? Mẹ còn không đủ tiền nữa. Rồi mẹ còn đòi dọn đi nữa. Con nói thiệt á. Ở đây là được nhất. Vừa sạch sẽ vừa thoáng mát. Mà giá cả là hợp lý nữa. Ở đây không có gì được nhất hết á. Ngoài thằng Bon trong nhà này là được nhất thôi à. Dạ. Yeah. Trời, cái gì mà mới nhắc thằng Bon mà hai mắt sáng trưng vậy? Đừng nói tôi là để ý nó nha. Có đâu. Mẹ nói con ha, để ý ai để ý nha. Chứ mẹ không bao giờ mẹ muốn làm xui cho nhà ông Xét. Ok. Mẹ, chú tin Xét chứ không phải là Xét. Xét. Xét, xét xe á mẹ. Xét xét. Trời đất ơi mẹ ơi mẹ. Cậu bé, tao muốn kêu cái gì kệ tao. Xét xét. Rồi thôi mẹ là mẹ của con, mẹ muốn nói gì cũng được hết. Bây giờ mẹ bình tĩnh không có nổi nữa rồi con. Bây giờ con làm cái gì làm. Trong một tuần nữa con phải dọn ra khỏi nhà này cho mẹ. Dọn đi thiệt đó hả mẹ? Chứ còn gì nữa, chịu hết nổi rồi. Mẹ ơi, mẹ một tuần thôi, một tuần. Trong một tuần đó mẹ bình tĩnh giùm con được không? Thì mẹ cũng phải vì con thôi. Bữa giờ ở đây cũng lâu rồi, giờ ở thêm tuần nữa đâu có sao đâu. Mẹ sẽ cố gắng nhịn.
gì mà trời ơi, tôi nghe mà giống như là hết xuân tới nơi vậy đó trời ơi. Tôi chịu hết nổi rồi. Trời ơi, tôi chịu hết nổi cho người cha này rồi. Mệt nổi ông này luôn rồi. Trời ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Mùa xuân đã đến bên anh nha. Trời ơi, cái gì ông nội? Ông làm gì mà ông đứng đi trước cửa phòng tôi hát như vậy mà ông coi được hả? Xin lỗi, tại tôi phiêu quá. Phiêu đến cửa phòng của bà nào tôi không hay. Để rồi, đắm say. Để rồi, nhắc ngay. Ôi, tôi đang cảm giác giống như là cái giọng hát nó gần cái sát lỗ tai tôi rồi vậy trời. Trời, cái gì mà nó rong rống thế mà ghê quá hả? Trời ơi, cái gì vậy trời? Xin lỗi, tôi phiền quá. Trời ơi, tôi chịu đựng hết nổi rồi. Hôm mấy con cá này đó mình chưa có tẩu tán đi, nên hôm nay mình để cho ông stress, ông ăn mấy cái củ, cách thiêu, cách thối này đi để cho ông biết ha. Thức gì còn có một tuần nữa thôi, mình ráng nhẫn nhịn. Anh stress, rest first, mời anh rest first, anh stress. Mời anh stress you. Chị ơi, hả? Giờ này 7 giờ tối rồi chị. Mình không ai gọi là breakfast 7 giờ tối á. Ta gọi là dinner, hiểu không? Không có biết tiếng Anh, bớt nói English. Dạ, yeah, sorry anh Seth. Dạ, chị, tôi tên là Seth, là một X, hiểu không? Chị cứ xét hoài, cái đó là 3X. Dễ hiểu lầm lắm. Seth. Tập lại Seth. Seth, Seth. Sếp. Đúng rồi. Anh, tôi biết là tôi cũng không còn ở đây lâu, nên nay tôi làm cho anh bữa ăn này, đãi anh những cái món anh thích đó. Nghe nói tôi đi là anh vui lắm phồn. Có, trời ơi. Không có chị thì nhà nó cũng hơi yên lặng. Mà tôi thích. Không, ý tôi nói là thôi, đừng nói vậy, coi như là này chị làm hết à. Dạ, em nấu hết á. Mời anh dùng dùng bữa nha. Lo lắng cho anh mà anh uống bia loại gì để em kêu? Lila cho bia đi cưng ơi. Còn anh muốn đào số nào để em kêu cho anh luôn nha. Cái gì vậy bà nội? Nhà của tôi mà bà làm giống như là quán bia ôm vậy. Chị sao chị làm cái gì cũng lố lăng hết á, coi phim riết rồi nhiễm hay sao? Đi ăn cơm đi chị ơi. Xin lỗi, nhiều lúc chắc cũng bị liều. Thôi tôi ăn dùng bữa đi anh. Giòn thơm phức à? Cái gì vậy anh? Ăn đi. Sao vậy? Tôi thấy con cá này nó quen ta. Làm như tôi đã từng thấy nó tung tăng ở đâu rồi. Trời ơi, tung tăng đâu trời ơi, sao anh tưởng tượng quá à? Anh cứ tưởng tượng quá à. Chút Đạp giống cảm nhận được mấy con cá này lẫn cá trong hồ nhỏ không sao trời. Hay là rõ ràng lại thấy cái cảm giác này như đã từng tung tăng trong cái hồ này nè. Con ơi, không phải vậy đâu con ơi. Con đừng ảo tưởng như vậy nghe con. Mình về bàn ăn nha con. Ừ, về con về đây. Ê chà, sao tự nhiên tôi làm con bao luôn vậy trời. Con ơi, về đây đi con. Đây. Về đây đi con. Con về đây. Về đây đi con. Đó, về đây đi. 38 con đầy đủ. Ủa anh á, sao tôi thấy anh đa nghi quá. Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao mà tôi vớt mấy con cá trong hồ, tôi ra tôi chiên, anh làm như tôi ác dữ vậy? Thì đâu biết. Bà có gì mà không dám làm. Cá là chị làm hết luôn hả? Đúng rồi. Còn mấy này chị mua ở đâu? Ôi, cái này ông xã bạn anh đó, mấy người tặng cho tôi đó. Cái gì rồi? Cái gì? Chị nói cái bánh đó là ông xã ông làm cho tặng cho chị hả? Đúng rồi. Đó, nguyên trà bồ xà là cho là quen với ông là cho thôi. Cái anh nghĩ sao vậy?
ăn đi, tôi còn chinh phục cũng được, sao mà tôi chinh phục được mấy trai bôn xa. Chị làm gì có cơ hội để chị chinh phục tôi. Chị đâu phải là gu tôi. Ủa chứ gu anh là ai vậy? Gu sếp tôi. Sếp. Ủa? Ơi sếp. Ủa, ông xã này gu anh đó hả? Gì bà? Ổng là ông xã, ông tên xã, gọi ông là ông xã chứ gọi gì? Thì tôi biết rồi, ông xã tặng bánh nè. Ê, 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 ê. Ai cho ông qua đây mà ông vô ông ngồi tỉnh bơ vậy? Thì nói chung là tôi biết là ông giận tôi, nên tôi qua đây tôi đem bánh tặng ông. Bánh gì? Thì bánh này nè, sáng ông điện cho tôi, ông thèm ăn mà tôi nói tôi bệnh. Tự nhiên tôi sực nhớ là cái bánh này tôi đem tặng cho bà, ông thấy thế nào ông cũng giận. Nên thôi giờ tôi qua đây tôi đem lại tôi biếu ông. Rồi bánh đâu? Ăn hết rồi. Mày đi về đi, mày đến đây làm cái gì nữa? Không có chuyện lớn. Chuyện gì? Không biết mà, chơi nhau mấy chục năm mà mỗi lần tôi qua đây tôi buồn là không biết mà. Đừng nói tôi là ông mượn tiền nha. Chỉ có ông hiểu tôi. Rồi ông định mượn nhiều? Không có mượn nhiều đâu, 500. Ừ, 500 nữa phải không? Là ông thiếu tôi đủ 6,000 luôn á. Cái gì? 6,000 chứ còn gì nữa? Sau đó giờ tôi nghĩ tôi mượn ông 6 đô à. Trời. Bây giờ sổ nợ tôi để xuống trong đây nè, có đầy đủ hết nè. Bây giờ ông nói đi, ông mượn 500 nữa làm gì? Ông muốn cứu ai? Giúp đỡ ai? Thì đó. Ai chữa bệnh? Thì đúng rồi, thật ra tôi mượn tiền ông toàn làm từ thiện chữa bệnh không à. Chứ đâu có lấy tiền ông làm gì rồi đâu. Bây giờ chữa cái gì? Bây giờ trong cái sổ này là coi như là bệnh nó đầy hết rồi nè. Da phả nó viết xuống đây nè. Đó, anh Tám bị bệnh tim. Đó, rồi đây bị bệnh phổi, phổi có nước. Đó, đây gan, gan nhiễm mỡ, gan nhiễm khuẩn. Cái gì? Nè. Đây nè, mượn cho bà Bảy. Lá lách đùm lá lách là bệnh gì vậy? Có nghĩa là bà bị đau lá lách, nhưng mà có muốn câu cuối là lá lách đùm lá lách, có nghĩa là giống như là ông phải cho mượn đi, giống như lá lách đùm lá lách gì đó, em hiểu không? Rồi bà mượn cho bà Chính lá lách mỡ chài. Là bà tại vì bà ăn mỡ nhiều quá, mỡ nó thấm vô lá lách của bà. Trời ơi, sao mà cái tên cái bệnh gì mà giống như là quán như món nhậu vậy? Thì đó, cái tật tôi ghi gì cho nó vui thôi, người ta đã bệnh rồi. Rồi bây giờ ông qua đây là ông định mượn về chữa cái gì? Người này bị đường ruột. Dạ thưa ông nội, dạ đường ruột đây cũng có luôn rồi nè ông nội. Nè đây nè, cái gì? Ruột non trái tỏi. Cái gì vậy? Ruột già bị ổ gà. Hả? Ê, lý do này có rồi. Không, cái này là bệnh nặng hơn, mấy cái này là nhẹ thôi. Nặng hơn lại bệnh gì? Ông này ông bị, ông trong ruột ổng, trong ruột ổng có con chuột. Ủa cái gì bệnh vậy, ngộ vậy? Bệnh gì mà ruột, trong ruột có con chuột? Thà là ông nói rằng lại trong phổi có cây chổi tôi còn tin hơn á. Ủa nói gì được luôn hả? Được sao không được? Trời, nếu ông nói gì tôi không hiểu gì trơn vậy. Tự nhiên là trong phổi có cây chổi là sao, không hiểu. Bà mà hiểu là trong não bà có cái chảo á. À, tôi hiểu rồi. Trong phổi có cây chổi mà trong não có cây chảo. Vì là nếu mà tôi bị bệnh tim thì trong tim tôi có con không? Con gì? Con gì má? Trời ơi đúng. Con tim. Tôi tưởng là bà nói là trong tim mà có cái sim chứ. Hả? Trời ơi, tim mà chứa cái sim. Thì chi nãy giờ tôi điện thoại bà không được. Ông gọi điện cho bà không được là tại cái điện thoại bà bị banh rồi. Nha. Thì thật sự ra đó, thì đúng là lý do tôi qua đây đó. Điện thoại bị banh là lý do tôi qua đây đó. Qua đây làm gì? Giờ tôi nói thẳng liên luôn. Liên quan gì? Tôi mượn 500 là để mua điện thoại cho bà. Trời ơi, trời. Tôi lại banh. Ba nghèo mà ba chơi sang quá. Ba toàn là thích mượn qua cúng Phật không à. Ê nói nghe nè, cái dù bây giờ điện thoại của ba hư thì để cho ba tự kiếm tiền ba ấy. Ông đi mượn ông làm tiền tôi là tự nhiên ông đi qua bển ông đưa cho ba làm gì là làm sao. Chứ giờ ba mượn thẳng ông cho mượn không? Không. Thì đó thì tôi mượn giùm thôi. Trời, ông hiểu không? Nhưng mà tôi nói cho ông nghe, cái gì nó không có lý do của nó hết. Ba có tâm sự tôi, thật sự ra ba đập điện thoại là tại vì ba không có control được cái cảm xúc của ba. Bà bị stress quá. Ai làm gì bà mà tự nhiên bà stress? Tôi hỏi ông là bà qua đây bà du lịch, bà định thăm con Hiền, bà ở cái vài tháng bà về, tự nhiên về dính COVID cái bây giờ bà phải ở đây luôn. Mà đã vậy giờ bà ở trong nhà ông rồi, ông khó chịu quá, bà bị stress, bà kiềm chế không được, bà đập đồ đập đồ, bà lỡ tay đập điện thoại bà. Bà đừng có gấp lửa bỏ tay người nha, bà ở đây tôi đối xử với bà như thế nào mà giờ bà nói với tôi là coi như là tôi gì tôi làm khó bà rồi bà bị stress là sao hả? Nè, tôi sẵn đây ba mặt một lời tôi nói thẳng luôn nha. Tôi nói thiệt anh, tôi ở đây lâu nay tôi chịu hết nổi rồi. Tôi là đi qua đây cái diện du lịch đúng không? Thì tôi thuê nhà ở đây, thuê phòng đây có nghĩa là tôi cũng trả tiền phòng đàng hoàng. Vậy mà anh lúc nào cũng soi xét tôi, rồi anh coi tôi giống như là con sen của ông á. Đã gì đồng hát karaoke âm tiếp phòng tôi, sao tôi chịu nổi ha? Rồi anh còn đi nói xấu tôi tùm lum tà la nè. Nè, đây, sẵn đây có cái điện thoại đây. Hôm nay nè, ba mặt một lời nè, tôi thu âm lại nè. Có ông dám đồ chối với tôi không? Bà không thu thì bà thu. Tôi có làm gì đâu, tôi không có nói gì hết, tôi không sợ. Ông không nói gì phải không? Ừ. Đây, để tôi hỏi nè. Nè,
Phải, ổng nói tôi là đi qua đây vì cái diện thẻ xanh thẻ đỏ gì đúng không? Người ta nói bà là không phải là bà làm, không phải là bà qua đây bà đi du lịch đâu. Chứ bà qua đây bà kiếm cớ bà qua đây là coi như là lấy cái thẻ xanh thẻ đỏ gì đó. Phải không bà? Thiệt. Không phải. Bà qua đây vì thẻ cào. Thẻ cào chứ không có nói xấu bà dù thẻ xanh hay là qua đây tiếng thẻ xanh hay là kiếm phi công gì hết. Cái thẻ cào đây là thẻ cào vé số á. Hiểu không? Thẻ cào vé số có nghĩa là bà qua đây bà muốn mua vé số, bà hy vọng bà trúng mà bà có tiền bà lo cho con Hiền rồi bà có tiền bà giúp đỡ người nghèo. Nói chung là ông nói tốt về bà thôi. Đó, chứ không có nói xấu gì hết. Nghe chưa? Lúc nào tôi cũng nói tốt về bà. Lúc nào tôi cũng nghĩ tốt cho bà và con của bà nha. Từ đó giờ ông có nói xấu bà đâu, yên tâm. Đây là bạn bè quà quà á. Quà quà. Ghét. Nhưng mà tôi nói nghe bà thấy chưa, bà ở với tôi đây, tôi đối xử với bà sao, tôi đối xử với con Hiền như thế nào hả? Tôi coi nó như con gái tôi vậy. Nhưng mà bà cứ nghĩ là tôi đi nói xấu bà. Cái người gấp lửa bỏ tay người là bà. Ha? Tôi nói thiệt với bà, tôi biết đó là bà còn nói xấu tôi nhiều thứ hơn nữa kìa. Trời ơi, tôi làm gì mà dám nói xấu ông? Ông nghĩ sao vậy? Trời ơi, tôi ở đây tôi thuê phòng sao mắc mớ tôi nói xấu ông? Bà chối kìa. Bà chối hả? Bà chối hả? Bà ngon đi. Nè, tôi thâu lại luôn nè. Những gì nói sẽ đây sẽ là bằng chứng trước khi ra tòa. Bà ngon đây. Bà chối kìa. Bà nghe, bà chối đó. Bây giờ bà đừng có chối. Bà đừng có chối. Tôi ngồi đây thì bà đừng có chối. Đó, đúng. Nha, có ông xã ngồi để làm bằng chứng. Bà đây đi. Bà nói là bà có nói rằng là tôi bóng này bóng nọ không hả? Bà có nói tôi là bóng kính bóng lộ gì già bóng dài vậy đây không? Không. Cha xét cho khó chịu mà ngày nào cha cũng kiếm chuyện với tôi hả? Mà chả bây giờ vợ mất lâu năm đó, ở trong nhà một mình không có lấy ai, riết làm như bị đổi giới tính như sao á, bị bóng già, khó chịu như đặt bài vậy đó. Bà nói tôi. Bà nói tôi. Thật ra bà đi đồn là bà nói tôi. Mà tại vì cái tên của ông với tôi là tên X, xả với xét nó thì giống giống nhau, nên mọi người nghe lộn là xét chứ thật ra bà nói xả. Đúng rồi, đúng rồi. Xét ơi, bạn chơi với xả bao năm mà xét chưa bao giờ hiểu được xả. Xét ở ngoài xét như vậy nhưng mà bên trong xét thẳng, còn xả rất là thẳng mà bên trong yếu lắm. Nói như ông xã không, xã đồng mới xét bữa nay. Ê. Phải bông, phải sống thật. Em lại la. Phải sống thật. Lại. Cái gì? Đã có ok không? Trời ơi, cảm ơn bà bạn nha. Giờ bà giờ tôi phải sống đúng với con người của tôi. Bà hiểu chưa? Trời ơi, vậy là xả vậy mà thiệt là vậy luôn. Chứ ông thấy ông bữa ăn xăm mì đó, rồi lâu lâu tôi hay ôm ông đó, là tôi cố tình. Trời ơi, nói làm tôi nổi hết da gà lên luôn á. Rồi ông không chơi thân tôi nữa hả? Không. Thiệt sự là gì nè xã? Sao? Thật sự ra đó là cái vụ mà giới tính á thì tôi không có không may, hiểu không? Cái gì là chủ yếu là tình cảm bạn bè mình chơi với nhau, đối xử với nhau ra sao thôi, đúng không? Còn cái chuyện mà giờ giới tính tôi đâu phải đi ngủ với ông đâu, đúng không? Mặc dù ổng cũng là cái người đầu ấp tay gối của tôi. Cái gì vậy? Cái gô ông luôn đó hả? Không. Trời ơi, cái ý tôi nói là ảnh là cái người bạn chí cốt. Chí cốt là coi như đó. Thôi, bỏ qua chuyện đó, coi như là giờ xả như thế nào đi nữa thì cũng là bạn của hai đứa tôi đó. Cái điều quan trọng là tôi thích như vậy nè. Hiểu không? Tôi thích như vậy nè. Chứ tôi thì không sao. Tôi thấy hai người mà đừng có gây nhau nữa, hiểu không? Đó, ông thì ông mất vợ rồi, vợ ông thì khuất bóng. Còn chồng bà này đi theo bóng. Ủa không, đi theo cha. Cho nên tôi nghĩ hai người kết hợp nhau là ok đó. Được không Thiên? Gà thì cũng được chứ sếp. Ủa cái gì ngoài ngoài vậy? Cái gì vậy? Ủa sao nghe tiếng xe đó một quẹt. Thôi Hiền ơi, Hiền ơi. Trời ơi con, cái gì mà con ho gì? Chú đừng có gần con chú. Con có sao không vậy? Chú, con xin lỗi chú. Hồi nãy con mắc ho quá, rồi con lỡ quẹt cái xe của chú. Cái gì đó, bỏ qua đi con, không sao đâu. Chú. Hả? Chú. Cái gì? Chú tránh xa. Con bị cái gì? Con ho.
con ơi, con dạ, con sao? Mẹ, chánh thôi nè, chánh ra, chánh ra. Sao vậy, sao vậy? Trời ơi, sao gì bà lấy đồ đo nhiệt độ bà đo nó coi. Trời ơi, nó ho quá mà, đúng rồi, phải đo nhiệt độ nó chứ. Trời. Cái gì bao nhiêu? Nó sốt quá nè, 103 độ luôn. Vừa sốt mà vừa ho. Trời ơi, Hiền ơi, không lẽ con ho mà con thấy khó thở quá. Mọi người dính con ra đi, chắc con bị dính rồi. Hiền chuyện gì vậy ba? Con bị dính Covid rồi. Hả? Hiền dính Covid? Hiền, bỏ cái vô mà. Trời ơi, coi chừng nó vô đâu. Trời ơi, không sao đâu, có gì vô chổng dính thôi chứ không có gì đâu. Phải không? Bây giờ chổng nó có một cặp dính rồi, ngoài đây cũng có hai là một cặp dính. Một cặp dính, tôi dính ai? Ông dính vô tường đó. Trời ơi. Thôi bây giờ tôi nói, bây giờ hai người bình tĩnh nè. Covid á là làm ơn bây giờ mỗi người cách xa nhau ra. Còn không á bây giờ làm ơn hai người đi ra khỏi nhà tôi đi nha. Mời đúng đi ra khỏi nhà tôi đi. Quên. Hình như cái này nhà ông mà, cha này mới đi vô nhà ông nè. Ê, cái này là nhà của hai đứa tụi tôi luôn á. Ông có liên quan vậy đó, đi về đi. Còn 6-9 trên sân rối luôn. Mấy tại suốt ngày có sự xuất hiện của ông là coi như là rối hết. Ông là cái đem cái sự xui xẻo tới. Thì bây giờ sao đi ông, tôi rối bình quá. Bình tĩnh, bây giờ nói Hồng nghe nè. Hồng bình tĩnh đi, không có sao hết á. Bây giờ coi lỡ mệnh này chắc tôi chết luôn mà. Nghe lời sếp ha. Cái này là đã nghiên cứu kỹ rồi. Cái bệnh này nó như bệnh flu thường thôi. Bây giờ coi như tụi nó vô chậm, coi như mình cách ly nó vô trong phòng luôn. Mỗi ngày mình cứ coi như là cho nó uống thuốc Tylenol nè, rồi uống zinc nè, rồi cho uống nước ấm giữ nhiệt độ anh 14 ngày là nó qua. Nó còn trẻ, nó sẽ khỏe lắm, không sao hết. Để mình vô đi lấy thuốc cho tụi nó uống. Không, ông gọi đi. Con Hiền á, thuốc Tylenol gì là cái gì nó không có hết trơn á. Rồi lấy. Con nhỏ này nó chu đáo lắm, lúc nào nó có đồ sẵn cho mình hết trơn á. Đây nè. Rồi tôi đi vô trong tôi lo cho. Thôi đi. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời. Hả? Hai gạch. Dạ. Vậy hai người quầy hả chú xã? Dạ rồi, dạ rồi. Con cảm ơn chú xã nha. Sao rồi anh? Hai người hết hiểu lầm rồi. Em, bây giờ anh với em phải đi ra ngoài công khai tình cảm của anh với em cho mọi người biết luôn. Nhưng mà em sợ lắm. Sợ gì? Có anh đi. Đi. Hả? Ba. Mẹ. Dạ. Dạ con xin lỗi, nãy con chỉ giỡn thôi. Rồi con ăn đậu phộng con ho thôi mà. Con dạ xin lỗi. Không có Covid gì đâu. Tôi dư sức biết cái chuyện đó mà. Dạ. Tôi đẻ cô cậu ra được mà. Dạ. Cái chuyện đó nó không có quan trọng. Bà nói đi. Thôi nói đi. Bà nói đi. Thôi ông nói đi ông. Bà nói đi. Ông đặt ông nói nó dễ hơn. Cái chuyện này đàn bà nói nó hợp con tôi chứ. Trời ơi chết cha nha, sao ông đàn ông quá vậy. Tôi để tôi gì tôi nói. Nè. Dạ. Tiền. Dạ. Mẹ qua đây bao nhiêu lâu nay mẹ ngủ với con mỗi ngày, mà tại sao đến ngày hôm nay con có cái vụ hai gạch này hả? Dạ. Con nói cho mẹ biết, ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào, làm gì, ở đâu, khai mau. Dạ. Ba. Bác bình tĩnh đi bác. Con biết bác là gia đình gia giáo nên ngày đầu tiên mà Hiền dọn tới đây á, buổi sáng tụi con không có làm mà buổi tối tụi con mới làm. Hả? Cái gì? Buổi sáng nó không làm, buổi tối nó làm luôn không? Ờ Hiền con làm gì mà con lẹ hơn mẹ luôn vậy Hiền? Không phải, con làm bài tập, có nghĩa là con làm homework á. Dạ đúng rồi, bài tập nghĩa là homework đó bác. Dạ. Làm homework thôi mà. Dạ. Chị. Ủa nhưng mà làm bài tập sao tự nhiên hai có hai gạch? Dạ tại vì tụi con làm homework vào ban đêm không mà. Thứ hai homework, thứ ba homework, thứ tư homework, thứ năm homework. Ê rồi cái thứ năm sao mà mất cái chữ home rồi. Vậy là nó work rồi đó ông ơi, vậy đó nó work rồi, nó dính luôn rồi đúng dạ, không? Dạ không phải, có nghĩa là tụi con làm bài tập xong, tụi con làm homework xong á thì tụi con làm việc nhà. Dạ. Không, bây giờ bỏ qua mấy cái vụ việc nhà homework gì đi. Tôi là tôi đang cần nghe cái đoạn là tại sao có bầu, làm gì có bầu đó, tôi cần cái hình ảnh đó đó. Tôi nôn nè. Dạ. Cái gì vậy chị Hồng? Hả? Chị cứ để từ từ chị hỏi con mà phải cho nó cơ hội trả lời chứ. Chị làm gì chị tâm tước như ăn cướp vậy? Vụ đó bỏ qua đi, tôi nói cho nghe thật sự ra là ba má là không phải là lo cái gì hết. Dạ. Đó, ba bản thân ba là ba chỉ sợ lửa gần rơm. Tụi con nhiều khi cái tuổi trẻ bồng bột rồi cái phụt trái lúc nào đó rồi tắt vèo. Rồi sau này để lại tội nghiệp là cho cái đứa con. Đó. Cho nên là ba má mới lo vậy thôi, hiểu không?
Chứ còn nếu mà tụi con mà có suy nghĩ kỹ càng, tìm hiểu mà đến với nhau bằng tình yêu thiệt sự thì ba má cũng không có cấm cản. Dạ đúng rồi, tụi con đến bằng cái tình yêu thật sự, bằng trái tim thật sự à. Dạ. Bởi vì tụi con xuất phát từ một điểm chung, đó là tụi con không có một gia đình trọn vẹn. Dạ. Con thì mất mẹ từ nhỏ, còn Hiền thì ba bỏ nhà đi. Và con rất là thương bác gái, vì Hiền nói bác gái là rất là vất vả. Còn con á, thì con có nghe anh Bo kể là từ khi mà ảnh mất mẹ, bác đã chăm sóc anh Bo, bảo vệ anh Bo như một người cha, người mẹ. Con thương bác lắm. Con ước gì, con ước gì con cũng có một người cha như vậy. Chị Hồng à, con nghe hai đứa tụi nó nói như vậy thì tôi nghĩ là tụi nó cũng đã tìm hiểu rất là kỹ với nhau rồi. Tôi cũng nghĩ là tụi nó đã đến với nhau bằng cái tình yêu chân thật. Thì thôi, chị Hồng đừng có lo nữa, cứ để tụi nó đến với nhau. Tôi tin là con trai tôi dữ lắm. Ôi là tôi thương nó nhất. Con Hiền nó có mở với tôi bao nhiêu năm, tôi thương nó nhì. Ông nói vậy thì tôi cũng hiểu được tấm lòng của ông. Ông cũng thương con gái tôi. Còn tới giờ hai đứa nó đến với nhau như vậy cũng được. Tôi ở trong nhà ổn rài vậy chứ tôi hiểu hết tụi nó luôn á ông. Trong nhà này tôi thương cái thằng Bon là nhì đó. Không lẽ bà thương tôi nhất? Không, tôi thương cái nhà này nhất. Dù sao có cái nhà, có cái vật chất nó cũng an toàn đâu. Sao không biết thằng Bon? Cái gì vậy Hồng? Bà vô nhà tôi ở, bà me hôi của tôi luôn vậy hả chị Xui? Tại tôi tánh tôi nó thực tế đâu, hiểu không? Sợ con gái mà nó khổ như mẹ nó. Bởi vì anh Xui thông cảm. Bà đừng có giận nha, mẹ con vậy á. Nó giận đó mà. Thì thôi, chủ yếu là giờ mình sống là vì hai đứa nhỏ mà. Tụi nó vui là mình vui. Đúng rồi. Đúng không Hồng? Đúng không anh Xui? Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm hả? Con. Ô mẹ ơi, sao tự nhiên Tết nhất rồi không mua rượu bia về mà mua quá trời đất tờ thanh về vậy không? Trời ơi, thằng con trai thằng Bo nó nói với tôi là coi như là Tết nhất là mình chúc nhau sức khỏe thì mình sẽ tặng quà sức khỏe chứ. Đúng rồi. Trời, ông là best boy của cái bonsa này mà tự nhiên giờ không có uống rượu, không uống rượu bia nữa mà chuyển qua uống cái này. Vậy là giờ ông bỏ rượu bia phải không? Bỏ rượu bia. Giờ ông chuyển qua gái gú hả? Tặng kỳ cục. Best boy là không có chết xa trường, bác tôi chỉ chết trên giường của bé Pink. Có bé Pink rồi giờ tôi là coi như là chủ yếu là phải giữ gìn sức khỏe. Thì là coi như là bỏ rượu bia mà đi theo gái gú đó. Nói nghe nè, gia đình vui vẻ thôi, giờ mình dẫn người về nhà mình đón Tết được không? Yeah, yeah. Con chim nhỏ chạy quanh nếp sau chân xem
lặng thầm nhìn anh đăm đăm, rồi thẹn thùng che mất biết. Bé nay không còn cô bé như năm nào, em đã lớn thật rồi. Trời ơi, con gái của mẹ. Trời ơi, có dễ thương không? Con gái của em đó mà được cái đó làm ca sĩ, tự hát tự minh họa vậy đó. Má nè, sao hồi nãy con hát gì? À, dạ con như con chim nhỏ. Mày mà con chim nhỏ gì? Giờ mày như con chim điên vậy đó. Cái game mà An Rebirth thiết kế dành riêng cho mày đó con. Hát ra hát diễn ra diễn đàng hoàng, hiểu không? Mà tao để ý nha, mỗi lần tao đi chợ về đụng mặt tao là mày hát lên nè. Ý nó giọng ca mày cạnh tranh với tao phải không? Khi dễ tao hát không lại mày phải không? Xin lỗi con nghe, mẹ biết hát nha con. Hôm nay hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thật xinh. Mày đá con mắt qua chỗ khác nghe không? Nghe không? Ý là mày thò lỏ ra là chê má hát dở phải không? Đôi môi em thơm nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng. Để rồi làm sao em quên lần hẹn hò anh đã đến. Nín đi! Hát thấy bật gốm. Con nhỏ hát hay chừng nào bà thấy gốm chừng nấy à. Hát vậy mà cũng đi hát. Ông xong kỳ cục quá à. Không có tôn trọng tôi xíu nào trơn trọi á. Nó là ca sĩ thì giàu gì tôi cũng là má của ca sĩ mà. Nó hát hay là hưởng ké một phần giọng của tôi đó. Ké cái cù loi, nó lấy hết giọng của bà thì có. Thôi má hay bà không còn một chút giọng nào luôn. Ông xong nói năng kỳ cục vậy. Kỳ cục gì? Mày thấy ông nói tao vậy đó. Bà, con thấy má hát cũng hay hen. Cái thái độ với cái lời khen mày không khớp nhau đó. Khớp chứ sao không khớp, nó từ khen. Cái ngầm sâu trong lòng nó là nó coi thường tôi rồi. Có ai khen mà thà là khen hay hay là chê dở. Nó khen mà cũng hay với hen. Đó, hay hen là đúng rồi đó. Nó khen bà hen là xỉn đó. Bà hát như hát bị xỉn vậy đó. Hai cho con thôi nghe. Nè, ca sĩ đó đừng coi thường mấy người hát dở nghe con. Hát dở tồn tại trên đời là để tô điểm cho những người hát hay. Hát dở tao mới hát ở đây. Hát hay tao hát chung với mày bên Thuyên Nga đó. Karaoke mở phà phà là nhờ những đứa hát tại nhà như tao, hiểu không? Được cái miệng không? Được cái miệng không à? Tôi nói bà, tôi hỏi bà, bày đâu sáng giờ? Nhắc mới nhớ, tôi để vô kiếm gì nấu cơm, đi chợ sớm mơ giờ đó. Bà đi chợ gì giờ này bà mới về? Thấy không? Cứ mỗi lần vợ mình đi chợ về nói làm gì giờ này mới về. Tôi đi mới có chút xíu hà. Bà đi hồi 6 giờ đó. Thì hồi 6 giờ. Bây giờ mấy giờ rồi? 6 rưỡi. Mới có nửa tiếng đồng hồ mà. Mà nhắc vụ nửa tiếng mới tức. Mới ra chợ nói chưa được mấy câu, chưa lựa được gì trơn trọi á. Ban quản lý chợ nói thôi về đi chị, đi lâu quá rồi. Có nửa tiếng làm gì lâu dữ vậy? Nó đuổi bà là đúng rồi. Mắc gì đúng? Bà đi hồi 6 giờ AM, bà về hồi 6 giờ rưỡi PM. Thời gian trôi lẹ dữ vậy đó hả? 12 tiếng đồng hồ đó. Ủa, tôi chưa có lựa được gì trơn trọi á. Lo nhiều chuyện không chứ vậy? Ê, đừng có chửi tôi nhiều chuyện nghe. Tánh tôi nào gì không có biết nhiều chuyện. Chứ tôi lịch sự, vô chợ gặp ai cũng hỏi thăm. Mà nay xui, chợ đông người quá hỏi hoài không hết người đó. Bởi vậy tôi nói rồi, bà đâu có nhiều chuyện. Một chuyện mà bà hỏi nhiều người. Bà, thôi nghe, má của con á không bao giờ đi nhiều chuyện nha. Cảm ơn con. Con khen rất giả tạo nha con. Ngộ ha. Tao hiểu tánh nết mày quá mà. Hả, ba mày đấm á là tới mày xoa. Kết hợp quá mà. Khoan, bước ra đây. Gì nữa? Muốn làm gì nữa? Xòe bàn tay điếm ngón tay lên liền. Chi? Trời đất ơi, bữa nay mày đặt sơn cái gì mà nốt nhạc không ha. Cái bàn tay tưởng nó cái đờn piano không đó. Ai làm đây? Dạ ai treo. Gì? Ai treo mày lên hả? Dạ không, ai treo biểu đi. Đã treo sao còn biểu đi nữa? Treo sao đi?
Không má ơi, ý con nói á là iGel Beauty, thương hiệu không thể thiếu, chuyên về các sản phẩm của ngành nail. À, iGel Beauty. Hồi sáng ra chợ, không mua đồ ăn chứ mua sơn móng tay. Trời. Đây nè, iGel Beauty, nổi tiếng lắm nghe con. Sản phẩm coi như là đa dạng, chất lượng hàng đầu, giá cả ưu đãi đó. Đó, vậy mà cũng lan đó. Hả? Mấy cái sản phẩm mà để sơn móng tay, sơn móng giò rồi đó chứ vậy. Đúng rồi, mà khoan, bữa nay á đi hát, đáng lẽ đi hát phải sơn cái mỏ, mắc gì sơn cái móng tay. Mà nay ngày thường ta thấy mà bất thường dữ lắm, không có đi hát nha, đi hẹn hò với trai phải không? Dạ. Thằng đó giàu hay nghèo? Dạ má. Nó đẹp hay xấu? Dạ. Mà cái này quan trọng nè, nó trai hay bóng? Trời. Ba má yên tâm, vừa đẹp vừa bóng. Hả? Đi vừa đẹp vừa bóng là cái gì? Oh my god, beautiful gay gặp beautiful girl, nô đẻ. Không. Khoan, bước ra đây. Mắc mớ gì tới cái chỗ beautiful gay ông dòm của tôi? Ý con nói tôi gay hồi nào? Tôi không hề gay. Bà gay lộn đó. Cái gì? Bà gay lộn đó. Ờ, gay đó thì có. À. Ý con nói, nói bà gay đẹp trai vừa bóng bẩy. Cái gì? Vừa đẹp trai vừa bóng bẩy. Thôi quá ngon rồi còn gì nữa. Con đi nha, con đi nha. Cái gì? Con đi. Mày làm gì gấp vậy? Để cho nó đi đi. Thôi chứ đợi anh đợi lâu anh bực, anh chia tay con á. Con đi nha. Ờ đi đi con. Ê ông, cái tình yêu ngu ngốc vậy? Tiện bồ để lâu cái bực cái bỏ à. Dạy trai dễ sợ. Bởi vậy nó không có giống tôi. Gì? Tôi nói nó để dạy trai, mắc mới gì không giống ông? Nó không có giống tôi. Sao vậy? Hồi xưa bà cũng dạy trai đó, mà tôi còn ngu tôi lấy bà đó. Ông có phước lắm mới gặp được tôi đó. Phải. Tôi nhìn cái hàm răng bà tôi ấn tượng mà tôi lấy đó. Lấy cho bỏ ghét chứ không làm gì. Xin lỗi ông nghe. Ông phải tận hưởng cảm giác lãng mạn khi hung tôi đi. Trời ơi. Mỗi lần ông hung tôi là ông đang tham quan Động Phong Nha đó. Bởi cả đời á, ai rủ tôi Động Phong Nha có đời nào tôi đi đâu. Nói trong đó trời ơi thạch nhũ đẹp lắm. Dài dài xuống về tôi sợ. Tôi thấy là dừng chỗ nãy được rồi nghe. Nói nữa tôi rút răng phóng nát mặt ông đó. Thôi tôi nói cho bà nghe nè. Bà vừa vừa phải phải thôi nha. Chứ bà ăn rồi bà cứ gặp ai bà cũng chửi người ta, nói bà là thánh chửi luôn á. Thôi ông ơi, thánh chửi gì? Cái tâm tôi lành, bị cái miệng hay hổn thôi. Gì nữa đây? Nó mới đưa tới hồi sáng á. Giấy đòi tiền nhà. Cũng con mẹ lay đi bơm ga nữa phải không? Bà đó. Bây nay bà đặt gửi giấy đòi nợ nữa. Bộ liệt cái gì ông giác sát xuống đây đòi. Đó chửi nữa. Chửi cái gì? Thiếu cũng thiếu mấy tháng rồi chứ bộ mới thiếu đây hay đòi giật xuôi giật ngược. Đòi từ lúc mà mới mượn được tới lúc chồng chất tiền lời. Đòi từ lúc mà còn sống ở trời đời trên đời tới khi xuống lỗ. Cái gì cái thứ keo kiệt thấy người ta khổ mà cũng còn đòi. Ví dụ đòi được rồi đó, về nhà cũng ăn cơm ăn cá. Bộ ăn giấy được cơm hay gì đâu hoài vậy? Đồ cái thứ gì tao nói thiệt luôn á. Nè nghe không, cái thứ cái ngữ này nè nghe không, mình đòi một lần thôi, thấy người làm lơ thì phải bỏ. Lúc anh nợ nó còn nhỏ thì mình đỡ đau lòng, bây giờ nợ dài lòng thòng mình trả mình thấy tiếc lắm. Nói một lần là phải biết, bộ điếc gì đâu hoài. Tôi còn sống tay làm hầm nhai, đâu phải là sống nay chết mai mà đòi cho gấp. Lúc mới lãnh lương á, lãnh tiền một sắp không thấy qua đòi, chơi roulette hết rồi cái quả kêu trả nợ. Trời đất ơi, đồ cái thứ đòi nợ này nghe, đòi nợ mình lì mà dai vậy đó. Nửa đi á, không được lên thiên đàng đâu, chàng rạng với địa ngục đó. Mà không phải từng 18, đáng xế từng 19 cho bà ở rồi đó. Tôi lại bà thánh luôn á. Gì vậy? Bà là thánh chữ là đúng rồi. Bà chữ từ Việt Nam qua tới Bôn Sa. Bà chữ từ Atlanta qua tới Los Angeles. À, bà chữ từ Los Angeles, bà chữ qua tới Orlando. Search lên Google là thấy con quỷ Minh Dự. Tôi khác nghe. Con Minh Dự cái miệng nó hổn, tôi ghét nó lắm.
bây giờ bà không với nó không khác gì hết. Bà sợt lên bà lấy cái hình của nó, bà đưa ngang cái hình của bà, hai hàm răng y chang. Tôi nói thôi, mình bỏ qua vấn đề đó đi. Bây giờ giải quyết cái vụ mấy tháng tiền nhà người ta đây nè, tôi rầu gần chết đây nè. Bà ăn bà chửi hoài. Tôi nói thiệt với bà, mắc nợ thì bây giờ như tôi nè, mắc nợ 1.5 tháng tiền nhà. Tôi năn nỉ người ta, tôi xin người ta, người ta cho liền. Trong khi đó bà chửi người ta không à. Ông hay quá, trời đất ơi hay quá. Làm như giỏi lắm vậy. Xin lỗi ông nghe, ông quỳ ông lại ông năn nỉ bà. Bà cho ông thiếu thêm còn 1 tháng hà. Nhờ tôi chửi nè, bà trốn 4.5 tháng rồi đó. Bà bây giờ là nói ở bên mà cái trung tâm mà phẫu thuật màng nhĩ đó. Nghe thấy không? Sợ tôi chửi quá, đâu có dám qua nữa. Gửi tờ giấy, mượn tờ giấy nói chuyện với tôi, làm gì dám dắt mặt qua đây nữa. Hai vợ chồng có nhà không? Cái quen quá. Giọng bà lấy đi bơm gà đó. Qua đây chi vậy? Đòi nợ chứ chi. Giờ bà nhắc linh quá mà. Cũng tại ông không á. Bà chứ ai. Giờ sao? Bây giờ. Giờ sao đây? Trốn đi. Không. Hả? Tôi với bà phải làm cái gì bà vô bà nhìn thấy sợ là bà tự bà bỏ bà đi. Làm cái gì bà thấy sợ hả? À. Bây giờ sao? Bà nằm ngửa ra đi. Cái gì vậy? Nằm cái gì? Ngửa ra đi. Tự nhiên bắt nằm ngửa. Nằm ngửa ra đi. Cái gì vậy? Nằm im. Mắc gì nằm ngửa? Nghe lời tôi nằm im. Nằm im. Không có đòi ngang xương vậy nữa. Cái gì vậy? Nằm im. Hả? Giả bệnh. Gì? Giả bệnh. Nằm ngửa giả bệnh hả? À. Hụt hẫng quá. Giả bệnh. Hàm hố nha. Bệnh gì? Bệnh gì gần chết là được. Bệnh gì gần chết trời? Cứ bệnh gì gần trời chết ơi, là được. Trời ơi, kêu hoài mà không có ai mở cửa hết. Chờ chút coi chị ơi. Ờ à, đó. Bạn đó, bạn ngáp càng nhiều càng tốt. Dạ mời chị vô nhà. Dạ mời chị. À, sao mà gọi hoài không có bao giờ mà mở cửa liền cho tôi hết à? Dạ, nhà em có chuyện. À, dạ chị tới đây có chuyện gì? Tôi đi qua đây tôi đòi nợ chứ không lẽ à? Tôi làm gì với ông? Diễn nữa, cái mặt lúc nào qua đòi nợ mà cũng diễn hết. Hết khóc rồi tới năn nỉ vậy thôi. 4.5 tháng tiền nhà rồi chứ đâu có phải đơn giản đâu. Nhưng mà chị ơi, bây giờ vợ em nó hấp hối rồi. Em không có tiền trả cho chị. Tội ghê không? Tôi nói cho mà nghe. Có hấp hối, có vô nhà thương, có ngáp ngáp không thở được cũng phải trả tiền cho tôi. Chỉ ngoại trừ chết mới khỏi phải trả tiền cho tôi thôi. Trời ơi. Đi luôn rồi. Cái gì vậy? Đi luôn rồi. Trời ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, có 4 tháng tiền nhà mà cắn lử đi luôn rồi. Tôi mới vừa thấy hồi nãy. Hồi sáng tôi đi chợ thấy bà nói chuyện nhiều chuyện từ trên xuống xóm dưới. Ai cũng bà chào hỏi hết mà sao đi liền vậy? Trời ơi, tính gì bà nhiều chuyện, bà nói chuyện hết người này người kia hậu Covid bà hụt hơi bà chết đó. Trời đất ơi. Trời ơi mình ơi, bây giờ tội mình nghiệp. Chết trong vậy rồi tiền đâu tôi trả tiền già cho người ta đi trời ơi. Mình ơi, mình làm ơn mình chết rồi, tháng 7 của hồn gần tới rồi. Mình ráng lấy cái bộ răng mình ra mình giật nhiều tiền đi. Mình giật thiệt là nhiều tiền đi rồi chờ chị la bơm ga xuống ở dưới rồi mình trả cho chị nha. Anh nói gì mà xui dữ vậy anh Thiếu? Chứ bây giờ tôi đi xuống dưới chị chờ. Thôi coi như là nghĩa tử nghĩa tận. Tôi thấy cũng tội nghiệp thôi là. Thôi tôi coi như tôi phúng điếu cho chị đó. Rồi ôi cảm ơn chị quá, tôi cảm ơn chị quá. Mình ơi, chị phúng điếu 4.5 tháng tiền nhà rồi kìa. Tôi phúng điếu nửa tháng thôi. Còn 4 tháng phải trả cho tôi với trời đất ơi. Ai mà ngon lành mà giật 4.5 tháng người ta à. Mình ơi, nhớ nghe mình. Phung điếu có nửa tháng thôi. Trời ơi, hai vợ chồng tôi
còn sống đủ, còn không có tiền trả tiền nhà cho chị. Bây giờ bà chết rồi, mình tôi kham sao nổi tiền nhà. Mình, bà không muốn xuống, mình cũng bóp cổ cho bà xuống nha. Trời ơi, nói ghê quá anh Dài. Anh nói ghê quá anh Thiếu. Anh làm tôi lộn tên luôn nè. Thôi, thôi không ấy à. Thôi vậy đi, thôi tôi không có đòi gì nữa hết á. Tôi đi về. Dạ, cảm ơn chị. Thôi, coi như 4 tháng rưỡi tiền nhà tôi cho đó. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, dạ, chị về thưởng lộ bên anh. Anh mà anh Thiếu à. Hả? Chứ còn cái tiền hòm với lại tiền ban hộ niệm anh có lo đủ không? Dạ, chắc tôi lo không đủ quá chị. Ờ, vậy không ấy à. Anh trả cho tôi bán 4 tháng rưỡi tiền nhà đi. Còn cái tiền hòm với lại ban hộ niệm tôi lo cho được không? Tôi nói chị vậy, không ấy chị cho tôi 4 tháng rưỡi đó đi. À, rồi tôi quấn bả chị vô chiếu cái tôi dùi bả xuống đất. Còn ban hộ niệm khỏi cần đâu. Bả sống mà bả chửi người ta quá, bả chết ra có niệm bao nhiêu bả cũng không lên trên được đâu. À, cho nên là không cần ban hộ niệm, không cần ai phụ niệm hết. Để tôi mua một cái máy mà 1 tỷ giọng đọc mà cả thế giới đều nghe đó. Bỏ trên bàn thờ cho bả nghe là được rồi. Vậy đó hả? Vậy thôi. Ôi trời ơi, sao con mắt bà mà bà trừng trừng bà mở vậy? Trời ơi, con mắt bà sao trừng trừng mở vậy? Chị ơi, chắc là chị cho tiền nhà bà mừng quá cho nên bà mới mở mắt. Bây giờ chị làm ơn chị tới chị vuốt mắt cho vợ tôi giùm, cho bà nhắm lại đi chứ không bà mỏi bà chết. Thôi chị đi thanh thản nghe chị dai. Nhắm liền. Rồi nhắm liền. Dạ, cảm ơn chị. Thôi anh ơi, tôi vô tôi rửa tay chứ đem cái hơi này về nhà không có mấy hơn. Dạ, nhà của chị muốn rửa chị rửa. Anh đi đâu? Nằm. Cái đinh đâm muốn lủng cái lưng luôn nha. Nó bị cái đinh đó hư chưa có sửa. Răng. Bây giờ đi. Bây. Trời ơi, tổ. Mình ơi, con mèo nó nhảy qua mà mình xong rồi. Nằm chết nè. Nói cho hai người biết hen. Phủ phủ rồi lên hả? Nói cho hai người biết. Tôi biết từ đầu luôn rồi. Thấy hai vợ chồng giả này giả nọ diễn quá mà. 4 tháng rưỡi tiền nhà của tôi cho cái đỏ gì đâu. Tôi có tới mấy chục cái nhà cho mướn. Mà người nào cũng như hai người thì tiền đâu mà tôi trang trải được. Thì mấy chục cái nhà cho mướn, nhưng mà chỉ có một mình nhà tôi là Thiếu Dai thôi. Bị hai vợ chồng tôi tên Thiếu tên Dai đó. Ừ, đúng tên. Cho nên biết là... vậy hồi xưa á, ba má đặt tên Gia đi, giờ hai đứa Thiếu Gia rồi. Thì đó, tại má bà đặt sai đó trai. Thôi thì chị cho thông cảm cho tôi chứ chị cũng đâu có cần tiền. Chị lấy mấy chục nhà kia chị cũng đủ trang trải rồi. Nói nào ngay á, hôm nay tôi qua là tôi đòi nợ là để cho lo hỷ sự. Trời đất ơi, từng tuổi này mày đặt lấy chồng. Trời đất ơi, cái chị này, tôi lấy chồng làm gì nữa? Tôi lo hỷ sự là lo hỷ sự cho con trai của tôi. À, lo cho con trai của chị hả? Lo cho con trai của tôi. Thì lo cho con trai của chị, tôi nghĩ mấy tháng tiền nhà này cũng đâu có đáng xá gì đâu. Trời ơi, để cho tôi tháo ra tôi mới kể cho hết chuyện nè. Đám cưới của con trai tôi đó không có phải như đám cưới con nhà người khác. À, đám cưới nào cũng đãi nhà hàng, đãi nhà hàng, đãi nhà hàng. Đám cưới con của tôi là... là không có đãi nhà hàng. Không có đãi. Không đãi nhà hàng. Không. Vậy chị đãi ở nhà xác hả? Bậy bà. Bà đãi nhà thương hả? Được. Tự nhiên đám cưới lên xe cấp cứu ăn buffet vậy? Hai cái người này nói cái gì đâu không à. Anh chị phải từ từ nghe tôi nói. Tôi không có đãi nhà hàng nhưng mà tôi... đãi mấy cái chỗ danh giá ngon lành giống như là Senate Hollywood vậy đó. Wow. Tôi đãi 10 món ăn mỗi bàn. Wow. 500 bàn cả thảy. Wow. 500 bàn mỗi bàn 10 người. Chị ơi, vậy vị chi á là chị mời 5.000 khách, chị giàu vậy? 500 khách thôi. Ủa 500 bàn mà sao có 500 khách ra? Mỗi bàn tôi cho người khách ngồi. Hả? À? Rồi 10 món ăn rồi sao? 10 món ăn hả? Khi mà đãi là tôi đóng cửa lại. À, tôi đóng cửa lại cho ăn tới khi nào mà ăn không nổi. Ngủ, thức dậy, mai ăn tiếp. Ăn phải ngập họng thì thôi. Về tôi có tiếng lên ở nhà tôi đãi ngon lành vậy đó. Trời đất ơi, đám cưới tưởng đâu là nuôi heo không đó. Đó là cái chuyện đãi đằng thôi. Chứ còn cái chuyện mà văn nghệ đó hả? Sao chị?
chị phải ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Dạ, văn nghệ chị kể. Chị đứng đây là coi như là văn nghệ chị làm sao? Văn nghệ tôi đãi hả? Là phải rần rần rộ rộ hoành tráng. Ồ. Oh. Dạ. Phải 100 ca sĩ. Dạ. Ha? Mà phải ca sĩ từ hạng A, hạng B thôi. Còn C, D, E, F, G là bỏ qua. Ồ. Oh. Ừ. Vậy đó. Rồi hát hò sao chị? Hát hò là mỗi ca sĩ hát nửa bài. Hả? À, hát tổng cộng là 20 bài. Chị ơi, chị có đi học không? 100 ca sĩ, mỗi ca sĩ hát nửa bài là 50 bài. 50 bài. Thì bây giờ tôi nói nghe, tôi là dân business. À, cho nên khi mà tôi làm việc thì cũng có thư ký này kia nó tính tiền chứ tôi đâu có cần tính. Yeah. À, nói như vậy đi. À, nhưng mà cái chuyện khó khăn nhất không phải là chuyện kiếm ca sĩ. Yeah. Cái chuyện khó khăn nhất mà để cho chương trình nó hoành tráng, cho xứng đáng với cái chương trình đó, là tôi kiếm cái người MC. Đó. Mà người MC đó là phải duyên dáng, linh hoạt, thông minh, kiến thức. À, giống như idol của tôi vậy đó. Idol của chị là ai? Ông Nguyễn Ngọc Ngạn đó. Ghê vậy hả? Ông Nguyễn Ngọc Ngạn hả? Nhiều khi tôi mê ổng đến nỗi mà tôi bỏ nhà tôi đi vì ổng đó. Trời ơi. Ừ. Bỏ nhà đi vì ổng sao vậy? Ờ, tôi kể cho nghe nè. Tôi bỏ nhà tôi đi. Là sao? Tại sao bỏ nhà đi? Tại vì tôi mê cái chuyện ổng kể chuyện ma. Cái giọng của ổng. Ông có nghe bà nghe chuyện ma chưa? Dạ có. Chuyện của ổng đó, ông nghe chưa? Nghe rồi. Ông có cassette đâu mà nghe. Nghe, con nghe. Giọng của ổng kể rùng rợn lắm. Đến nỗi hả, buổi tối mà tôi nghe, tôi không có dám ngồi ở nhà. Tôi phải đi lên xe, tôi chạy ra ngoài đường. Tại vì tôi sợ quá, sợ ma quá, cho nên tôi phải đi theo ổng. Tôi bỏ nhà tôi đi đó. Trời đất ơi. Bố sợ ma. Tôi tưởng đâu ổng dụ bà đi theo chứ bà sợ ma xong rồi bỏ nhà bà đi theo ổng. Vậy là vậy đó hả? Ờ, như vậy thôi chứ. Nhưng mà giờ tôi nói chị nghe nè. Idol tôi mà. Tìm cái người đó khó lắm. Tìm người na ná giống giống thì có thể. Đó thì tôi cũng nói như vậy. À, tìm cái người như ổng là có tiền cũng khó mà mời được. Đúng rồi. À, kìm mấy người na ná càng khó hơn. Không chị, na ná là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Ai vậy? Hai vợ chồng tôi. Chị, hai vợ chồng bà. Chị đừng có cười khinh vậy. Chồng tôi nè, hồi xưa là làm dẫn chương trình lớn không đó. Vậy đó. Trời, tại chị không biết thôi. Tôi xin tự giới thiệu cho chị biết luôn nha. Tôi là chuyên xe, là một người MC chuyên nghiệp. Tôi chuyên làm những cái chương trình lớn lắm chị. Dạ. Yeah. Chương trình chị lớn có coi sao? Những cái chương trình niệm khúc cuối chưa? À, là anh làm chương trình nhạc thính phòng hả? Trời ơi, thính chỗ nào tôi cũng chơi chứ không phải là thính phòng không. Ôi trời ơi, dễ sợ không? Thính ở trong phòng nè ha. Thính trong cơm tắm nè ha. Nói chung mà thính đánh cá nè, tôi rắc thính khắp nơi. Trời đất. Chứ không phải chơi thính phòng không đâu. Thử đi, thử đi. Bây giờ chị muốn thử không? Thôi bây giờ vậy đi ha. Bây giờ bây giờ hai anh chị á, mà nếu mà làm MC được đó, là tôi cho bỏ qua hết 4 tháng rưỡi tiền nhà luôn. Ừ, làm luôn. Làm đi. Làm luôn. Đó thì làm đi. À, vậy bây giờ dẫn đám cưới đúng không? À, dẫn đám cưới đi. Bây giờ phải có cô dâu chú rể. À, à rồi. Bây giờ hai người làm cô dâu chú rể đi. À, rồi ai làm cô dâu, ai làm chú rể? Chị làm cô dâu, bà này làm chú rể. Ủa sao cái gì đàn ông cũng đẩy qua tôi vậy? Trái khế bà bự quá. Tại bà ăn mặc ô về cho nên làm chú rể được. Rồi. Rồi. Rồi chuẩn bị nha. Bây giờ chuẩn bị nha. Kính thưa quý vị, đây là cô dâu và chú rể. Mời cô dâu và chú rể lên bàn thờ. Vậy chị? À, lên đèn. Đúng, à, rồi. Đúng rồi. Rồi cứ giả bộ có đèn đi. Rồi chuẩn bị nha. Tôi là chuyên môn làm MC mà, niệm khúc cuối mà. Ừ. Ừ. Hương qua tình hương qua. Ê! Ông cúng dòng hả? Cầu siêu ai? Khúc cuối thôi mà. Ông làm đàng hoàng đám cưới mà. Niệm con khúc cuối mà. Trái tim tâm quen hồn miệng, quen, à, miệng. Quen miệng, quen miệng. Kính thưa quý vị quan khách, trước mặt quý vị là cô dâu và chú rể. Từ nay trở đi, hai trái tim họ sẽ chung một nhịp đập. Khi trái tim kia ngừng đập thì trái tim nọ sẽ ngừng đập theo. Cả hai sẽ tiêu diêu nơi miền cực lạc. Thôi anh à. Chị.
quen miệng, quay tới quay lui cũng nghiệm cái khúc cuối không. Ông đó làm không có ra cái trò trống gì chân á, đứng đợi ông lên đèn ông nắm dắt ông lên phường ghê vậy đó. Qua đây để tôi làm cô dâu chú rể đi được không? Được. Trời đất ơi, có thương tôi hoài vậy? Chị đứng cách cách ra nghe không? Giả bộ mà. Kính thưa quý vị, hôm nay tháng tốt ngày lành, hai trái tim nhỏ đang dành cho nhau. Khách đến vui vẻ đón chào, khách về hí hửng mở bao đếm tiền. Đêm nay xin chớ làm phiền, để cho đôi trẻ bình yên động phòng. Động phòng mà biểu bình yên? Động phòng là phải ngã nghiêng cái giường. Rồi về IMC. Bà nín để tôi si tiếp. Ngày nào một mình lẻ loi, bây giờ hạnh phúc có đôi trên giường. Ngày nào đi khắp bốn phương, bây giờ gặp ở Tây Phương suối vàng. Ngày nào lên xuống cầu thang, bây giờ một năm tro tàn quạnh hiu. Cả nhà dán khăn tan trà chăm nhị khách. Trời đất ơi, tôi nói nè. Dạ tôi nói chị rồi, nhà tôi là chỉ có niệm khúc cuối. Tôi nói nè, em si gì mà kỳ cục vậy? Hồi nãy á là chồng là Tây Phương Cực Lạc, tới bây giờ là vợ nắm cho tàn xuống nho cho tàn xuống vàng này nọ. Quen. À, quen quá hen. À chị không, chị bình tĩnh. Suy nghĩ đi, suy nghĩ. Cưới đám dỗ gì? Chị nó nghe nè, tách ra nó bị kỳ cục, phải ráp lại. À, ráp lại hả? Vợ chồng em ráp lại cái là y chang Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên luôn. Chị tin tưởng lần này nữa không? À, thôi vậy đi. À, tôi cho anh chị một cơ hội nữa nghe. Ui hay quá. Vậy tụi em làm nghe. À, làm thử đi coi thử làm sao. Cái này cái bục nè, lấy cái bục, lấy cái bục. Ông làm gì đứng thấp sủng vậy? Ông Ngạn thấp hơn bà Duyên mà. Thấp vậy chưa đủ. Không cao quá nói chuyện mệt. À, vừa thôi. Tôi là... Kính thưa quý vị, tôi là Nguyễn Ngọc Ngạn. Dạ, còn tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. À, hôm nay... Kính thưa quý vị, hôm nay tôi rất hân hạnh được dẫn trong một chương trình đám cưới của Tân Lan và Tân Gia Nhân. Dạ, mà anh Ngạn này... Thường là chị Duyên... lấy bớt cái răng vô. Kỳ Duyên không có cái răng như bà. Cái gì vậy? Đè nó vô. Khỏi đi. Lấy là lấy cái môi che nó lại thôi. Chứ bây giờ mà bà đè sao được kịp nữa. Bây giờ mà bà có lấy cái niềng xe mà đằng sau có cái xe mới kéo nó còn chưa vô. Đang làm MC nha. Biết rồi, thì nhắc bà thôi. Nói tém lại, đừng cho cái răng hết ra. Dạ, nó cũng ra. Thôi nói lại đi. Nhanh chứ để bị la hết giờ. Dạ, anh Ngạn này, chị Duyên hay cười mà không có lý do đấy. À, anh Ngạn này, thường mà Kỳ Duyên thấy nhé, thì lễ cưới của mình ấy thì có nơi trang trí cái cổng thì ghi là tân hôn, còn có chỗ thì ghi là vu quy, thì anh Ngạn có thể giải thích sự khác biệt này được không? À, lễ vu quy đấy cô ạ, là dành cho con gái, gia đình bên gái, tức là vu quy tức là nương tựa, đấy tìm một cái điểm nương tựa. Dạ. Đấy. Còn tân hôn là dành cho đàn trai. Dạ. Đấy. Còn thành hôn là dành cho hai đàn trai gái làm chung. Dạ. Nói chung là thế. Dạ. Ờ, nhưng mà Kỳ Duyên thấy nhá, thường phụ nữ mình về nhà chồng ấy thì cứ như là làm dâu không phải một mình chồng đâu, làm dâu cho cả nhà chồng, chịu rất nhiều nỗi niềm, hy sinh nhiều lắm cơ. Ví dụ như là làm dâu cho mẹ chồng, làm dâu cho chồng, làm dâu cho em chồng, làm dâu cho cháu chồng nữa. Đấy, thì rất là nhiều hy sinh, cho nên ông bà mình mới có cái cậu. Bà nói ít thôi mỏi lắm rồi. À, sao gì anh Ngạn nhé. Khoan, chưa, khúc này chưa giã từ. Thì ông bà mình mới có một cái câu nói lên cái sự hy sinh của người phụ nữ. Cái câu thế này, nếu như mà ai biết ấy, điền vào chỗ trống,
Nếu đúng sẽ có thưởng. À, chơi game nhé. Game. À, đi đâu cho thiếp theo cùng. Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp .. A. Quýt. B. Bưởi. C. Tắc. Có người trả lời rồi. Tôi lấy đáp án A được không? Quýt. Đi đâu cho thiếp theo cùng. Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp quýt. Trời ơi. Đúng không? Chúc mừng chị. Chị trả lời rất nhanh. Không đúng chị ạ. À. Vậy hôm ấy tôi chọn đáp án B. Là bưởi. Bưởi. Đi đâu cho thiếp theo cùng. Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp bưởi. Trời ơi. Tự nhiên lạnh lùng cái áp mặt vô bưởi vậy. Chị à. Ủa cũng không đúng luôn hả? Đâu là bưởi thì nó to hơn quýt. Nhưng mà vẫn sai chị ạ. À. Tôi chắc chắn là cái câu này tôi đúng luôn nè. Đáp án C. Đi đâu cho thiếp theo cùng. Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp tắc. À, tự nhiên về cái bị tắc nghẽn thế. À, chúc mừng chị. Chị là một trong những thí sinh hiếm hoi mà cả ba đáp án chị chọn cả ba mà vẫn sai đấy chị. Ủa chứ con. Và cô cũng là một người mà đưa ra câu hỏi mà cô đưa ra ba cái đáp án chả có đáp án nào ăn nhậu cũng đáp án nào. Chứ đi đâu cho thiếp theo cùng. Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Đấy, cái nào cũng vắt ra nước mà. Ôi. Hay đấy. Đấy, nói chung là vậy đó. Thôi, được không chị? Mỏi quá. Thôi, anh chị mời ngồi. Mỏi quá, mỏi. Mời ngồi, chứ đó đứng kiểu đó thì cũng mỏi lắm. Ừ. Quá mỏi. Tao nói làm MC không có phải dễ. Nãy giờ tôi ngồi tôi coi thử hai người làm sao. Hang. À, làm mà từ khi cái đèn mà nó thấp rồi tới bây giờ đèn hết, nói chưa xong mà nói không ra hoạch ra tướng gì hết. À, đâu có phải nói chuyện mà làm MC là dễ đâu. À, nói chung là tại tụi tôi cũng tại vì mấy tháng thì nhà thôi, vì mai mốt thì con tôi nó đi hát về được nó trả tiền cho chị, chứ cái nghề MC đâu phải là cái nghề của tôi. Tôi chỉ có làm đám giỗ, đám ma, đám đồ này nọ vậy thôi, chứ tôi đâu có làm MC mấy cái đám ấy. Bởi tôi mới nói tôi làm cái niệm khúc cuối thôi, có cái khúc cuối thôi. Đúng mấy rồi. Khúc đầu bỏ. Trời đất. Chị thông cảm đi, đừng có đòi tiền nhà nữa nghe. Ba má ơi. Ôi, ba má. Hả? Cái gì? Dạ con chào bác. Dễ. Con mới đi hát về nè, ba má có tiền rồi nè. Ba má trả tiền nhà cho cô đi. Trời đất ơi, ơi. Bữa nay con gái mình nó lớn khôn, nó đem tiền về báo hiếu nè. Đi hát về có tiền rồi nè. Ba má biết sao không? Hả? Hồi sáng con có nhìn vô trong cái tờ đòi tiền nhà. Nên là... Thôi không sao. Thương ba má vậy là mừng, hiểu không? Qua đây. Xin lỗi nghe. Con gái tôi trả tiền nhà đó, nó ca sĩ. Nó ca sĩ á. Con qua đây. Qua đây bác. Con chờ bác chút. À bút xô. Vậy hả? Chắc là bút xô. Vậy là con nằm trong một trong ca sĩ mà được hát nửa bài đó. Con cho bác chụp hình với con cái nha. Dạ. Ôi trời ơi, cái này nó vướng quá nè. Rồi, nó. Để tài thấp xuống. Rồi, được. Rồi. Rồi, con qua nói chuyện với ba má. Bác đi làm chỉnh áp. Dạ. Đi chỉnh áp. Qua đây. Dễ thương quá. Đưa tiền cho má con để trả đi. Đưa đây tao trả. Tiền đâu? Bao thơ đâu? Bà điếm luôn rồi. Mày đứng bà đếm mà chậm luôn rồi. Lẹ vậy trời. Cảm ơn con nha. À. Dạ. Có ai đây? Dạ con chào dạ. Hai bác. Dạ. Ai vậy? Dạ bạn trai con. À. Bạn trai của nó. Con làm gì mà nhìn con bảnh tỏn hiền lành dữ vậy? Mặc đồ đôi nó dễ thương không ha? Ủa con qua con chở Nhung đi chơi hả? Dạ con, tụi con mới... Dạ con mới chở Nhung đi hát về. Dạ. À mới chở Nhung đi hát về. Thông cảm cho má nghe. Tại má không có tiền chứ không phải để dồn mấy tháng vậy đâu. Con nói má nghe nè. Gia đình mình đã thiếu dai rồi. Má hung dữ quá à. Má bớt lại đi, khẩu nghiệp. Tự nhiên nó giảng Phật Pháp tôi nghe vậy. Kệ nó đi, đang có mặt con rể tương lai. À, đừng nói vậy, má không con rể tương lai nó hiểu lầm. Con thông cảm đi, không phải tánh bác hung dữ đâu. Mà tại vì mình túng thiếu quá. Thí dụ mà thiếu 1-2 tháng, người ta tới ta chửi mình nhịn được. Lần này chửi 3-4 tháng trời, bác
bác phải chửi lại bác tự vệ, hiểu không? Em à, em phải thông cảm cho má của em. À, hai bác biết không? Dạ dạ con mời hai bác ngồi. Dạ, cảm ơn con. Ở như nhà nó vậy hả? Dạ hai bác biết không? Má con á cũng chửi dữ lắm. Dạ. Ủa vậy má con cũng là bị mà thiếu tiền bị tay chửi xong rồi này nọ hả? Dạ không phải, tại vì má con á cho mướn nhà, cho mướn mấy chục căn nhà lận. Ủa giàu vậy con? Nhà khá dễ dữ à? Dạ dạ không không có, giống như là má con mướn nhà xong rồi cho người ta mướn lại rồi ăn tiền chênh lệch thôi à. À thì dạ. Ra là vậy. Rồi sao con? Mà hai bác biết không, là có nhiều trường hợp á nhây dữ lắm đó, cho mướn nhà mà thiếu nợ mấy tháng rồi mà không có trả, giống như trường hợp sáng đây nè đó, là má con mỗi lần á thiếu nợ má con 3-4 tháng mà má con đi đòi nợ á thì bị chửi xối xả luôn, chửi tới nỗi mà má con sợ quá má con không dám đi đòi luôn đó. Cho nên sáng này á con phải biên một cái giấy là gửi tới nhà đó, chứ bây giờ má con offline luôn, không dám mở phone lên luôn á. À, cho bác hỏi chứ không phải con biết cái nét chữ này không? Ủa đúng rồi nè, nét chữ của con nè. Ủa mà rồi. Mà sao nó ở đây vậy bác? Quan gia nghiệp chướng. Ủa má, ủa sao con ở đây? Dạ con chở bạn gái con đi hát gì. Ủa chẳng qua ủa nó là con dâu tương lai của má đó hả? Dạ đúng rồi. Ôi trời đất ơi, mừng quá. Mừng quá. Tôi cũng mừng, tại làm xui gia khỏi trả nợ. Bậy bạ. Hồi nãy tới giờ đó thì má qua bên này nói chuyện với hai bác cũng không có biết là con là con dâu tương lai của bác, là con của hai bác đây hả? Nhưng mà tôi ngồi. Trời cứ mời ngồi hoài. Tại tao đứng mang giày cao gót tao mệt quá cho ngồi. Thôi tôi nói cho chị nghe, bây giờ tiền nhà của chị á là tôi sẽ trả, vợ chồng tôi nhất định sẽ trả, con tôi nó đi hát được rồi đó, bây giờ tôi trả cho chị rồi, cứ cho tôi mượn cái nhà này tôi ở được không? Rồi được hả, coi như là bây giờ trở đi á là sẽ là xu gia với nhau ha. Dạ hả, cho nên nó là cái tiền nhà này á là tôi mướn bao nhiêu á thì anh chị trả chừng đó, chứ tôi không có lấy tiền lời. Dạ hả? Nhưng mà đứng tên nhà là chị vẫn đứng nha. Không, chị đứng chứ. Chị đứng đi, không đứng đâu. Tại sao? Tại lỡ tháng nào mình thiếu là mình thiếu bả thôi, bả phải tự tràn cái chủ nhà này, hiểu không? Trời đất ơi, chơi gì? Thôi nó giỡn chơi chứ vợ tôi hay dần lân vậy lắm. Thôi thì bây giờ tôi nói chị nghe, sẵn có mặt chị đây, tôi thấy con cháu nó cũng dễ thương. Thôi á, mình kết nghĩa làm xu gia cũng được, tính ngày lành tháng tốt là làm đám cưới cho tụi nó. Nhưng mà hồi nãy tôi nghe chị á, chị nổ banh xác, chị làm đám cưới gì 500-600 bàn gì đó, tôi bỏ đi. Bây giờ làm cái đám cưới đơn giản sơ sơ thôi nha. Còn á, MC tôi nói chị nghe, không phải đi tìm là dễ đâu, ca sĩ rồi mời thì còn dễ chứ MC khó lắm. Tìm một MC mà duyên dáng nè ha, thông minh nè ha, kiến thức nè ha, đó rồi á, đầy đủ những cái tố chất. Tôi nói thiệt chị, tìm mỏi con mắt tìm không ra, chứ không phải đơn giản. Thôi bây giờ á, mình biết nhau rồi, mình sẽ bàn cái chuyện đám cưới cho hai đứa này luôn, được chưa? Được. Rồi vậy con này là mình tháng tốt rồi. Vậy thôi đó. Rồi lấy cái tiền kia lại đi, cho thiếu 4 tháng rưỡi tiền nhà đi. Trời đất. Vui vẻ rồi hiên. Chồng quá hiền nhát, nhục nhã vô cùng, nhục nhã. Trời ơi, có gì đâu mà nhục em, sao nói quá. Đất. Dạ, ủa gì? Anh vô anh coi kiến thử coi. Coi gì? Coi kìa cái tướng tá anh á, như con heo nọc vậy đó. Mà đụng chuyện thì mặt tái mét như con gà mái vậy đó, mà còn có chút xíu à. Cái gì nói này nè. Ủa, sao em biết? Gì? Hả? Tôi nói cái gan anh còn có chút xíu à. Thì em biết rồi mà, nào giờ anh là người hiền lành, đâu có quen đánh lộn. Em đâu kêu anh đánh lộn, em kêu anh đánh trúng mà. Ít nhất anh ra đường á, anh thấy chuyện chướng tai gai mắt anh phải nhảy vô anh can thiệp chứ. Có đâu cái thằng ăn cướp nó rượt theo bà già nó giữ cái bóp trước mặt anh vậy đó, anh quay chỗ khác để cái thằng cướp nó xô bà già té xuống đường, mém chút xíu nữa xe cán bả rồi. Anh có thấy xấu hổ không chứ em, mắc cỡ quá đi. Trời ơi,
tại vì nó xảy ra bất ngờ lẹ quá cho nên anh không có phản ứng kịp, chứ đâu phải là anh không có muốn giúp bà già đó. Em nói thiệt á, anh ra đường anh thấy vậy anh không can thiệp người ta, mai mốt anh đụng chuyện ai can thiệp tới anh. Tánh em hả, ra đường hả thấy bất bình là rút dao tương trợ liền. Em ơi, cái câu đó là chị viết cho mấy người học cung phu trong mấy cái phim Tàu thôi, chứ em sao được nè. Đó thấy chưa, nè tương trợ nè, cho nên nè trầy trụa tay chân nè, rồi đầu gối máu tuôn thành dòng nè. Trời đất ơi, không có được đâu em ơi. Nhưng mà em đàn bà tay yếu chân mềm. Em là tay sắt chân chì thì đúng hơn. Nhưng mà ít nhất em cũng rượt theo là ăn cướp. Em rượt nó 3-4 ngã tư đường, em nhắm em đàn bà em rượt theo không kịp chứ gì. Em nhào tới em ôm hai cái chân nó té, anh thấy không? Rồi sao nữa? Rồi em té theo. Ừ, té theo mà cũng nói nữa. Nhưng mà ít nhất em cũng giật được đứa cái bóp cho bà già. Ha, quay qua quay lại thấy anh đâu mất tiêu. Rốt cuộc thấy anh trốn ở dưới cái thùng rác á. Nhục không? Nhục không? Gì đâu, tại vì anh ở nhà em ăn hiếp anh quá cho nên anh ra đường anh thấy em giơ tay giơ chân là anh sợ anh phải núp chứ. Chứ đâu anh đâu có sợ thằng ăn cướp. Được. Cái gì vậy? Em báo cho anh biết. Trong vòng một tuần lễ anh phải tập cái này ha. Anh đàn ông á hiền quá ra đường người ta coi thường. Em báo cho anh biết cái này là đồ chơi, mai mốt ai ăn hiếp anh chơi liền, biết chưa? Thầy liền cho nên em có thường anh đó tới giờ rồi. Em báo cho anh biết đây không phải lần đầu nghe. Bữa hổm đi cine cũng vậy nữa, cái thằng cha kia kìa chả công khai chả bóp gì chả bóp đít em trước mặt anh vậy đó, mà anh cũng quay chỗ khác anh làm ngơ luôn à. Làm em phải trở cán vụ em đập nó phun máu đầu ha. Tưởng sao thấy phun máu đầu cứ xỉu. Trời ơi, đàn ông gì mà kỳ vậy, đàn ông kỳ vậy. Thì anh cũng đâu có ngờ em mà cũng có thằng nó dê. Cũng có thằng khùng nó dê nó cưới em đó. Thằng nào vậy? Thằng này nè. Em báo cho anh biết ha. Thà em lấy thằng khùng mà nó gan, còn hơn là em thấy thằng hèn nhát. Ok, bây giờ em vô em nấu cơm. Anh qua bên má, anh coi má sai cái gì từ sáng giờ, má nhắn trong phone mấy lần. Đi lẹ lẹ về ăn cơm. Em có cần anh phụ là làm không. Sao tôi hiền tôi lấy nhận vợ vô con quá trời. Đực. Anh chửi em gì á? Đâu có. Anh nói em dễ thương quá. Quên đi nha. Đi lại là trời ơi là trời. Tôi khoái thằng chồng bậm trợn lắm mà. Sao tôi lấy nhầm cục bột biết đi vậy. Trời ơi là trời. Âu. Đứng im. Dậy hả? Dậy hả mày? À, đánh lộn hả? Trời ơi, cướp ban ngày hả? Gặp cảnh bất bình rút dao tương trợ. Chết cha, không có dao. Đây, con cây. Trời lỡ cây. À, vợ mình nói là phải đánh cái thằng nào mà bự con mặc như con nhất. Đứng lại. Đứng đi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Mày biết thế này không? Hả? Mày đánh ra sáng đó. Ngồi xuống. Đi đâu? Xe cứu thương gấp, mở lên. Trời ơi, vợ tôi xui dại không à. Mở lên. Cũng tụi mày nữa. Tụi mày biết cha Trung úy Danny là võ nó giỏi rồi. Ba thằng mình chưa chắc đánh lại đâu. Em biết. Tao kêu hai thằng mày ôm lại, có thằng nào ôm không? Em ôm nó đâu ôm đâu. Thằng nào? Cũng thằng này đổ cho thằng kia nè. Thên nha con, hôm bữa mà nó mang súng ra nó bắn là thôi rồi, tiêu rồi nha con. Ông cảnh sát sao ông bắn mình được, anh nói sao? Mày nói sao nó không bắn? Mày đang chơi đồ người ta nó bắn không? Em ôm ổng lại mà. Mày chỉ giỏi cái miệng không à. Thì nào mày chết kìa mày. Mày dám quýnh cảnh sát hả? Hả? Tù một công nghe chưa? Đi mày, để lên. Phen này cho mày tù đột xương luôn, đi. Vô. Officer. Gì? Cho tôi gọi điện thoại cho vợ tôi để. Làm gì? Lãnh tôi ra. Lãnh hả? Lãnh cái đầu của mày á. Đi vô. Nè. Cái gì mà? Ê. Tụi mày coi chừng tao nghe chưa. Tụi mày coi chừng tao à. Ê ê, thấy chữ gì không mày? Dạ thấy.
Ai cho mày ngồi đó? Ủa, chỗ này có anh hả? Ai cho mày ngồi đây? Trời ơi, cái chỗ này cũng có anh luôn hả? Xin lỗi. Vậy thôi. Ai cho mày đứng đó? Trời ơi, cái chỗ này cũng có anh luôn. Mấy anh chắc ở vô đây thường lắm hả? Giỡn mặt đó mẹ. Ê, còn chạy không? Cái gì chạy? Đồng hồ mày á, còn chạy không? Trời đất ơi, Omega mà anh nói xe tăng cán qua vẫn còn chạy như thường chứ nói. Dạ, tháo ra mày. Tại sao ba tháo? Dạ tao kêu mày tháo không? Trời ơi, tháo làm dữ vậy? Cũng Omega vậy hả? Tốt lắm à. Con sai mà. Ừ. Bỏ tối. Gì vậy? Ê, gì vậy? Dài hiệu gì mày? Gucci. À, cũng ngon ha. Gucci made in Italy ha. Không phải. Gucci made in Gucci. Gucci ha. Gucci cũng lấy nè. Lột ra mày. Nó mang đâu có vừa anh đâu. Tôi mang số 19 lận à. Cái gì? Mày giỡn mặt hả mày? Mày vậy mà ăn sao sai số 19 hả mày? Thì chân này số 10, chân này số 9 là 19. Lột ra mày. Gì lột? Giờ nó kêu mày lột không? Lột thì lột với tao. Ôi tôi chết tôi rồi, vợ tôi. Đây. Ê chuột. Ê dạ, đại ca. Người ơi. Tao đang cần cái đồng hồ với đôi giày. Em biết mà. Em biết đại ca cần mà. Em có ý là em lột của nó để nạp cho đại ca mà. Ngày này đại ca. Đồng hồ ngon lành đại ca. À, ngon lành. À, gai không? Omega đàng hoàng á. Omega. Vậy đó mày. À, trời ơi, em biết. Để cho đại ca. Đó, đại ca thấy không? Đó, bóng thấy không? Trời ơi, em đúng mang size số 9 đại ca. Em mang size số 13, 14 mà. Em đâu phải số đen. Trời, đại ca hiểu lầm em rồi. Sao? Ê. Gì? Sao mày vô đây mà không biết luật mày? Tôi không biết luật gì đâu. Mày biết ở đây có đại ca không mày? Ba người tôi đâu biết ai là đại ca. Ê, bộ mày đuôi hả mày? Nè, tôi hiểu mày. Đây nè, đây là đại ca của đảng Bon Tu Đai. Ok. Chào đại ca mày. Dạ, kính chào đại ca Ba Tu Đôn. Nghe thử. Dạ, kính chào đại ca Bon Tu Đai. Thuộc. Thuộc mày. Gì vậy? Da mày ăn gì bệnh vậy mày? Tới đây ngủ ta mày. Chuột. Ê dạ đại ca em. Thấy chưa? Rồi. Em đâu có. Tối để tao ngủ với nó chứ. Hả? Em biết là đại ca phải ngủ trước mới tính yên em biết mà. Tao ngủ trước rồi tụi bay muốn làm gì đó tụi bay làm. Dạ em biết đại ca. Thôi, hiểu lầm em nữa. Chết tôi rồi. Trời ơi vợ tôi hai tôi rồi. Vợ tôi. Officer. Ôi trời ghê quá. Chừng nào em mới được thả vậy? Thả mày hả? Mày đợi chút đi. Tụi mày giỡn mặt hả mày? Hả? Mày giỡn mặt hả? Chỗ này cho mày cho mày giật hả? Hả? Còn cái thằng này nữa. Đại ca. Nó làm gì dữ vậy trời? Gì vậy? Bay nữa mày. Ôi sao sờ đứt quay vậy? Mày làm gì vậy hả? Mày có biết là mày đánh cảnh sát này tội nặng lắm không? Cả cái đồn cảnh sát bây giờ đó đang họp lại á, tìm cách để trị tội mày đó mày biết không? Phen này mày tiêu rồi con à. Mày nữa nghe chưa? Hồi sáng này á mày đánh ai mày nhớ không? Thì tôi lộn mà tôi đâu có cố ý đâu. Mày đánh Trung úy cảnh sát Danny mày có biết không? Đại ca. Tao quýnh Trung úy Danny đại ca. Tụi mày có biết Trung úy cảnh sát Danny là ai không vậy? Ông ta là trưởng ban bài trừ cái bọn du đảng này nè.
ông ta chuyên môn hoạt động underwear. Undercover là tiêu diệt cái bọn du đảng. Mày dám tay không ha, mày xông ra mày đánh ông lòi cái bản họng ra ha. Mày ngon ha, mày giải thoát cho con cái thằng cướp khét tiếng này chưa? Officer à, vậy tôi đã nói là tôi lỡ tay rồi. Nếu mà tôi nghe lời đúng vợ tôi dạy đó, gặp sự bất bình mà rút dao đó, giờ này rồi tôi chém chết cha của Trung Quý đó rồi. Cái gì? Mày nói gì? Con vợ mày là lưu đảng hả? Không phải. Chứ lại gì? Du côn mà. Trời ơi, mày chết đi cho mày nghe chưa? Cũng cái thằng ông nội này nè. Cái gì? Làm gì dữ vậy mày? Trời ơi, sếp trời ơi. Đánh! Cảnh sát rồi. Đánh! Nguyên cái lũ bọn du đảng á, bon to die này nè. Mấy năm nay nó lộng hành, nó quậy ngát cái thành phố này. Cả cái đồn cảnh sát á, không có ai mà trị được tụi nó. Cuối cùng á, phải nhờ á, Trung Quý cảnh sát Danny á, ra tay mới tóm được trọn ổ tụi này. Vậy mà mày bị dám nghe là mày xông tới đánh ổng hả? Mày ngon với tao trời hả? Ơi, tôi đã nói là tôi lỡ tay mà. Lỡ tay. Phen này á, cho mày tù rụt xương nha mày. Mày dám đánh cảnh sát hả? Dám đánh cảnh sát hả? Tội nhẹ cũng thành nặng. Tao nói cho mày biết nha, mày cứ ngồi ra đi, gỡ vài chục cuốn lịch đi nghe không? Nghe không? Khi mày bước chân ra khỏi cái căn tù này nè, vợ của mày á bị người ta xài, con của mày á bị người ta xài, nghe chưa? Không, chỉ có điều á là mày phải biết điều với tao, nghe không? Sao 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 quay vậy? Ngồi gì? Coi chừng tao nghe mày. Yeah. Anh hai. Bộ anh tay không mà anh hạ được Trung Quý Danny đó. Tại lỡ tay thôi. Trời ơi anh ơi, Trung Quý Danny võ nghệ cao cường lắm. Đó là chưa nói cái vụ mà cha bắn súng nha. Cha là súng ra khỏi vỏ là trăm phát trăm trúng đó. Bà có thiệt không vậy? Ôi, tại anh trẻ đâu có ngờ là tôi... Trong giang hồ đó, nói thiệt với mấy chú á, nhiều khi á, mình phải bất ngờ tung ra những cái độc chiêu bí truyền mà địch thủ không thể nào đoán trước được. Tôi nói anh hai nghe nha, nguyên cái thành phố này mấy chục băng đảng, mà mỗi lần nhắc đến Trung Quý Danny thôi là thằng nào thằng đó là run sợ hết. Thằng nào đụng giá là gục á. Gục liền. Đụng thằng nào rớt thằng đó. Mà bây giờ đại ca tay không mà hạ đường cha rồi là đại ca làm phước cho cái đám giang hồ tụi tôi rồi. Chuyện nhỏ mà. Chốt. Ê, dạ đại ca, có em. Kiếp. Anh biểu ơi. Đại ca kiếm mày kiếm. Lấy cái áo ra mày. Ê, dạ. Mày lấy cởi áo ra mày. Sao ca, cởi áo xong rồi sao đại ca? Trao áo cho đại ca. Chốt. Ê, dạ đại ca. Biểu ơi. Dạ. Kiếp. Tụi bay nghe tao nói nè. Dạ. Tao long trọng tuyên bố cho tụi bay biết kể từ giờ phút này. Dạ. Tao không còn là đại ca của tụi bay nữa. Ủa, tại sao vậy đại ca? Khoan. Dạ. Đây mới là đại ca của tụi bay. Đại ca. Tụi bay nghe chưa? Dạ. Còn không mau dọn chỗ cho đại ca không? Dạ. Dạ con. Đại ca. Con sắp mấy. Đại ca. Are you talking to me? Xin mời đại ca ngồi. Mời đại ca ngồi. Tụi bay nhớ, tao bây giờ chỉ là nhị ca thôi, nhớ chưa? Dạ. Đại ca. Đại ca kìa, cái chỗ này hồi xưa em gọi á đại ca. Ê, dạ. Mấy giờ rồi chuột? Chuột. Dạ, nhị ca. Có em, có em. Lấy đồng hồ này lo cho sạch trả lại cho đại ca. Dạ. Ba cho sạch. Trả lại. Đó. Kiệt. Dạ, trời ơi, trong này sao lạnh cẳng quá vậy ha. Kiết. Dạ. Lấy đôi giày này lau cho bóng, đưa lại cho đại ca. Em đánh bóng rồi á đại ca. Đeo lẽ mang vô cho đại ca liền mấy. Còn bóng rồi đại ca. Đó này. Mày thuốc nha mày. Đó.
gom. Gom đâu, ủa, nhanh mày. Tao nhớ, tao nhớ. Gì vậy? Ờ, không, em để gom đây nè. Đó 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 đại ca, đó đó đó. Ăn gom méo. Vậy ca, vậy ca, không lẽ tụi mình phải sống ở đây suốt đời sao vậy ca? Bây giờ sao? Em có đề nghị. Đề nghị gì? Vậy ca ra đây. Vậy ca, vậy ca, thử thử chui vô bên giường không? Đó. Coi chừng lộ mày, để tao. Mày để cho anh ta đấy. Tối nay anh em mình chui từ đây ra nha. Mày hay. Dạ. Yeah. Tối. Đại ca, đại ca. Ừ. Gì? Trung úy Danny nha, ừ. Khét tiếng là giỏi võ. Ừ. Vậy mà đụng với đại ca có một hiệp ơi, là gục liền rồi. Ừ. Em nè, nói thiệt đại ca nha, em nè, tập võ mười mấy năm rồi nha. Ừ. Nhị đẳng Thái Cực Đạo nè, tam đẳng Karate nè, tứ đẳng Vô Vi Nam nè, ngũ đẳng Judo nè. Đại khái em á là cao đẳng á. À. Em nói thiệt đại ca. Sao? Bữa nào đại ca vợt vài hiệp với em đại ca. Cho em học hỏi mà vợt vài hiệp. Tôi muốn học hỏi hả? Dạ. Hey, anh nói chú nghe. Ừ, chuyện học hỏi đó thì từ từ. Bởi vì học võ đâu phải là học một ngày nó tiến bộ liền được đâu. Em biết, em biết phải tập mà. Thấy không? Thôi để. Tối nay vượt ngục á, ra cái khỏi tù á, anh nhận chú làm đại đệ tử. Cảm ơn đại ca. Giờ khỏi. Đại ca biết không? Đại ca, em á nha, thượng đài gần 100 lần rồi. Chưa tính là quýnh lộn ngoài đường nè ha, đường hẻm, đường phố vậy nè. Nè, mới kỳ mới thi lên đại nè. Đó, sao? Em lỡ tay quýnh chết địch thủ của em được lên tam đẳng Thái Cực Đạo. Vậy hả? Ở đâu bị ban giám khảo đá cái bóp xuống sân nhị đẳng. Họ quýnh chết thằng đó mà bị dạ. Tam đẳng xuống nhị đẳng đó hả? Dạ. Em nói cho đại ca nghe nha, em có rất là hiếu học. Em mà nghe tin ai á giỏi võ là em bái làm sư phụ liền. Đó. Mà thân cỡ nào thân nha đại ca. Sao? Lên đấu võ đài với em hả? Là em chơi xả láng luôn. Xả láng luôn hả? Chơi xả láng, chết chịu ơi nè, thấy không? Đẻ ra là biết là phải chết liền nè, đó. Đái xuống nữa. Đó, đái xuống mà. Hả? Thầy ca, cứ dạy cho em về đường nè, cứ chơi. Mời thầy ca. Dạ. Yeah. Cứ chơi, thoải mái, mời. Nè, mời thầy ca. Everything guy okay? Okay, không sao. Okay. Everything okay, man. Okay, good. Okay, mày okay. Okay, chưa? Okay, man. Đại ca, mời. Chụt. Dạ, nhị ca, có em. Mày hổng. Dạ, hổng vô gì? Cái nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, tứ đẳng, cao đẳng của mày. Dạ. Thì là đi dọa con nít. Nhị ca. Đúng rồi. Đại ca như thế này mà hạ mình đấu với mày hả mày? Không hả? Có đâu, em kêu đại ca giỡn với em. Còn không mau ra xin lỗi đại ca. Đi. Dạ. Thôi khỏi chú ơi. Gì đấy? Tôi thông cảm cho chú lắm. Cảm ơn đại ca. Hồi đó chú, anh mới bước chân vào giang hồ đó thì anh cũng giống như chú vậy đó. Đó. Ngứa tay, ngứa chân vậy đó. Đại ca. Sao? Đại ca. Chuyện gì? Bây giờ tôi được xin phép thay mặt cho toàn băng đảng Bon Chudai. Ừ. Xin mời đại ca. Khỏi xin lỗi, tôi đã bỏ qua rồi mà. Chú quên chuyện đó đi. Không, xin mời đại ca đấu với tôi vài hiệp chơi mà đại ca. Yeah! Mẹ luôn! Đó, tối nay có chuyện coi. Được cái gì ca, có lý á. Mà lâu quá rồi, biết là tao mới còn đánh được nữa. Còn ngon. Ê, đã. Ê, Nhị ca, nhớ đá cái cú mà kìa rồi, Nhị ca đá thằng Mỹ Đen mà 7 feet đó nhớ không? Nhớ cú đâu? Cái cú nào? Cái cú mà đại ca bay lên đá sông Quy á, bay kêu cao đá cái bóp ngay đầu á. Đầu nào? Đầu gối á. Vậy luôn á. Vậy mà cái đầu của nó á. Trời ơi. Quá tao quên. Quên hả? Em giỡn với đại ca, em giật lại, em nhớ cú đó nè. Em đại ca giật á. Ok. Ha, chuẩn bị nha. Đó đi. Đa thả nhị ca nương tại em đó đại ca thấy không, nhị ca nương tay em á, không thôi là em rớt xuống nổi giờ đó. Đại ca,
Xin mời. Tôi hỏi ông lần nữa ha, ông có chịu thả chồng tôi không? Bây giờ chưa có làm hồ sơ ra tòa, thả vẫn còn kịp. Ê, mày xâm mày bá. Tôi giả mày chết cha mày, giờ ở tù còn dê nó mày. Nến. Bà muốn gì đây? Cấp chịu thả không? Nói đi. Chồng của bà đánh sĩ quan cảnh sát, giải dây chuyên bọn ăn cướp, là thả làm sao được đây? Tại chồng tôi nghe lời tôi dạy chồng tôi hễ ra đường ha, bất bình là rút dao tương trợ. Chồng tôi can thiệp vậy là công dân tốt sao bắt người ta? Can thiệp. Can thiệp hả? Trời ơi, tại sao không đi đánh cái thằng ăn cướp mà lại đi quýnh cảnh sát chứ? Thì mặt cha cảnh sát chưa cô quý ăn cướp sao chồng tôi biết được? Thôi đi bà, tôi mệt bà quá đi. Bà đi về đi. Mệt bà quá. Bây giờ phải chờ tòa án quyết định. Suy nghĩ kỹ rồi phải không? Còn gì nữa? Đại ca, xin mời. Mời đại ca. Bà nói cho bà biết nha. Sao? Chồng của bà đó nhất định phải vô tù để làm gương cho người khác. Suy nghĩ kỹ rồi phải không? Được, tôi sẽ về tôi mở họp báo. Tôi sẽ mời báo chí, truyền hình, truyền thanh tới ha, báo cho họ biết Trung úy Danny, người hùng của sở cảnh sát của ông á hả, bị chồng tôi cho một cái chổi. Cái gì? Ông quên chơi một cái chổi vô mặt, bất tỉnh nhân sự, ngã lăn ra đường phải nằm nhà thương. Lúc đó hả, tụi vô đảng nó còn có còn nể của Trung úy Danny của ông nữa không? Ha, con mẹ này nó cũng phải. Tôi báo cho ông biết hồi nào giờ tụi vô đảng nó sợ ông Trung úy Danny như cọp vậy đó. Bây giờ quá ra chỉ là một cọp giấy thôi, nó muốn đốt lúc nào cũng được hả? Còn ông á, đó mày cho cha mày vô. Còn ông á hả, trời ơi, đàn ông đàn bà, ông quên, đàn ông gì mà con mắt á như hai cái đèn mobilet vậy đó, móc chừng nào cũng được, móc chừng nào cũng được, rồi báo cho ông biết vậy đó. Thôi đi. Gì? Thôi đi. Gì thôi? Tôi nói cho bà biết nha. Biết gì? Hiện bây giờ á, Trung úy cảnh sát Danny á, đang ở trong bệnh viện. Cái tôi sẽ vô trong đó giải thích với ông ta. Vậy nói sao? Nhưng mà gì? Bà phải hứa với tôi. Hứa gì? Tôi sẽ thả tên bà ta. Được à? Nói gì mà chả được có la lối ông sầm vậy nha. Không. Đó. Bởi vì Trung úy cảnh sát Danny đó là bồ của tôi. À, làm gì? Làm gì? Làm gì vậy? Vợ làm có này sợ nha. Hứa cho tôi nghe chưa? Hứa. Đừng nói gì hết trơn nghe chưa? Thấy gì đây không? Con heo. Thấy gì đây không? Con gà. Làm gì? Uy tín. Uy tín. Tượng trưng cho tổng chồng tôi. Chồng tôi á bình thường là con heo nọc mà đụng chuyện như con gà mái vậy đó. Thôi, bây giờ tôi về, tôi hứa chắc với ông uy tín thì mình. Khoan về, đứng đây đợi chút. Đứng đây phải không? Đợi chút. Okay. Đợi. Đâu rồi? Cân à Cân. Ê, cũng là mày đó nghe mày. Hả? Ở tù suốt đời nha con. Thằng này đàng hoàng chứ mày. Mặt với tao hoài. Thằng áo vàng. Thằng áo vàng đi ra. Are you talking to me? Thóc cái đầu của mày á. Đi ra. Nè, trả lại chú. Đi vô mày. Đi. Mày còn 5 cuốn nữa mày. Đi. Chú ơi, rất tiếc là anh phải đi về sớm, không có thì giờ để mà chỉ lại mấy cái đòn độc chiêu bí truyền của anh. Thôi, để khi khác nha. Anh, trời ơi, ở tù mới mấy tiếng rồi điên rồi hả? Ở nhà có nói thù cũng sợ vậy đây, làm bài đại ca. Trời ơi, thôi về hút bụi rửa chén cho tôi đi con chuyện con nội. Để anh đưa em đi. Hả? Thôi thiệt về em nha. Hả? Sau khi ở tù ra đó, anh bây giờ gan dạ lắm rồi. Vậy sao? Thấy chuyện bất bình, càng thấy máu. Không xỉu. Vậy mới là chồng em chứ. Ê, trời ơi, tụi mày biết cô nhớ. Trời ơi, tụi mày biết cô nhớ. Báo, báo, báo.